MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 117. Một tòa cao nhất sơn phong đỉnh chóp, đứng sừng sững lấy một khối cự đại thạch bia, đạt đến vạn trượng, thạch bia phía trên có kỳ diệu phù văn lưu truyền, tản mát ra một màn ánh sáng, đem thiên địa chia làm hai nửa, ngăn cách ra. Đó là cột mốc biên giới, Cổ Nguyệt Thánh Địa, chính là tu luyện thánh địa, nguyên khí nồng đậm, trung linh địa tú, tương truyền, ở xa xưa quá khứ, Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực liên thủ, chế tạo 108 bia ranh giới, đứng sừng sững ở Cổ Nguyệt Thánh Địa tứ phương chi địa, đem Cổ Nguyệt Thánh Địa cùng ngoại giới ngăn cách ra, để tránh nguyên khí tiết lộ, đối Cổ Nguyệt Thánh Địa tạo thành ảnh hưởng. Hứa Nhiên tựa hồ đối Cổ Nguyệt Thánh Địa rất hiểu rõ, gặp Lục Minh có chút nghi hoặc, liền giải thích. Kia cột mốc biên giới chỉ có thể ngăn cách thiên địa nguyên khí, sinh linh ra vào, cũng không ảnh hưởng, chúng ta đi vào đi. Hứa Nhiên nói tiếp, hai người hướng về phía trước đạp không mà đi, làm bọn họ xuyên qua màn sáng kia thời điểm, quả nhiên một điểm trở ngại đều không có, màn sáng như sóng nước tràn ngập, hai người xuyên qua. Thật là nồng nặc nguyên khí. Vừa xuyên qua màn sáng, Lục Minh liền cảm giác được, màn sáng bên trong nguyên khí, so màn sáng bên ngoài, trọn vẹn nồng nặc gấp bội, hơn nữa. Ở trong này lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, tựa hồ càng thêm rõ ràng. Quả nhiên là tu luyện thánh địa, tu luyện hoàn cảnh, so bên ngoài mạnh nhiều lắm, một màn ánh sáng cách, hoàn toàn là hai cái thế giới. Lục Minh sợ hãi thán phục. Cổ Nguyệt Thánh Địa, cương vực phi thường bao la, so rất nhiều đại châu đều muốn lớn, nhưng là, có thể ở trong Cổ Nguyệt Thánh Địa khai tông lập phái, tắm rễ ở Cổ Nguyệt Thánh Địa thế lực, đều là cực kỳ cường đại đáng sợ thế lực, nếu không có thực lực. Là không thể nào ở dạng này thánh địa bên trong lấy được một chỗ cắm rùi, như thánh địa bên ngoài những cái kia đế cấp thế lực, căn bản không có tư cách ở Cổ Nguyệt Thánh Địa khai tông lập phái, bởi vì thực lực không đủ, sẽ bị Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực khu trục. Hứa Nhiên nói, Lục Minh thất kinh, liền đế cấp thế lực, đều không thể ở Cổ Nguyệt Thánh Địa khai tông lập phái, kia Cổ Nguyệt Thánh Địa thế lực, nên mạnh bao nhiêu. Hứa Nhiên trước kia tới qua Cổ Nguyệt Thánh Địa, đối với cái này có chút quen thuộc. Hắn đi ở phía trước dẫn đường, hai người vừa đi vừa nói. Không lâu sau đó, một phiến mênh mông bát ngát khu kiến trúc xuất hiện ở hai người trước mắt. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Lục Minh vẫn như cũ có thể nhìn thấy, khu kiến trúc, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nơi này, là Cổ Nguyệt Thánh Địa một chỗ khu kiến trúc, Cổ Nguyệt Thánh Địa, có không ít cường đại thế lực, môn nhân đệ tử đông đảo, còn có rất nhiều Cổ Nguyệt Thánh Địa bên ngoài đến tu hành giả, những người này, liền sẽ ở đây hội tụ. Ở đây mua sắm bảo vật, phi thường náo nhiệt. Hứa Nhiên nói. Lục Minh gật gật đầu, kiến trúc này nhóm, giống như là thành trì đồng dạng, chỉ là không có tường thành mà thôi. Hai người bay về phía trước, hạ xuống, phát hiện nơi này đường đi ngang dọc, cửa hàng thành rừng, hai người ở đường phố đi dạo. Thật nhiều cường giả. Lục Minh ánh mắt quét qua, âm thầm giật mình. Hắn phát hiện, đi ở đường phố, đều là cường giả. Nguyên một đám khí tức hùng hậu. Khí huyết như lửa, có thánh uy tràn ngập, thế mà rất nhiều đều là thánh cảnh cường giả. Mặt khác coi như không phải thánh giả, vậy cũng là bán thánh, thấp nhất, đều là cao giai võ hoàng. Thánh giả, ở Thương Châu đều là một phương cao thủ, nhưng ở chỗ này, khắp nơi có thể thấy được. Quả nhiên là Cổ Nguyệt Thánh Địa, Nguyên Sơn chi địa chín đại thánh địa một trong, cao thủ nhiều lắm. Lục Minh cảm thán, Cổ Nguyệt Thánh Địa, bản thân thì có cực kỳ cường đại vô cùng tông môn, bậc này tông môn bên trong. Thánh giả đoán chừng nhiều vô số kể. Dù sao, Thương Châu thì có 13 cái đỉnh cấp tông môn, còn có rất nhiều cỡ trung tiểu thế lực, cộng lại, thánh cảnh cường giả cũng không ít. Nhưng Thương Châu coi như toàn bộ cộng lại, cũng còn không bằng một cái đế cấp thế lực. Nhưng Cổ Nguyệt Thánh Địa, tùy tiện một cái thế lực, đều so đế cấp thế lực cường đại rất nhiều, có thể nghĩ, thánh giả có bao nhiêu. Lại tăng thêm, Cổ Nguyệt Thánh Địa bên ngoài, rất nhiều đế cấp thế lực đều có cao thủ đến đây Cổ Nguyệt Thánh Địa. Nơi này cao thủ nhiều, cũng liền chẳng có gì lạ. Lục Minh phát hiện, coi như đứng ở cửa hàng trước cửa gào to tiểu nhị, đều là bán thánh tu vi, nhưng Lục Minh có chút im lặng. Thật nhiều thánh binh. Tùy ý đi dạo mấy nhà cửa hàng, Lục Minh phát hiện, bày ở bên ngoài bán, đều là thánh binh, thậm chí có đại thánh binh, chí thánh binh. Hơn nữa còn có mặt khác các loại chân quý bảo vật, nhưng Lục Minh nhìn hoa mắt. Lục Minh ở một nhà cửa hàng nghe một cái. Hỏi có hay không chí thánh cấp bậc chân long xương, hoặc là chí thánh cấp bậc chân long tinh huyết, không nghĩ đến, thật đúng là có, nhưng là giá cả cao không hợp thói thường. Lục Minh từng ở Thiên Vũ Ma Tông,
dùng luân hồi kích đánh chết hai cái chí thánh cường giả, lấy được bọn họ chư vật giới chỉ, coi như có chút giàu có, nhưng là hắn phát hiện, hắn căn bản mua không nổi chí thánh cấp bậc chân long xương cùng tinh huyết. Thực sự quá mắc. Chân long, coi như ở ngàn vạn thần thú, đều là đứng ở đỉnh tiêm tồn tại, hơn nữa số lượng phi thường thưa thớt, đặc biệt là chí thánh cấp bậc, càng thêm thưa thớt, nên giá cả tự nhiên quý kinh người. Lục Minh im lặng, hắn lúc đầu cảm thấy hắn cũng đã có chút giàu có, nhưng đi tới cổ nguyệt thánh địa, hắn phát hiện hắn thành kẻ nghèo hèn. Cuối cùng, Lục Minh mua một chút linh dịch, dùng để đổ vào ngộ đạo cổ thụ, liền cùng Hứa Nhiên tìm một nhà khách sạn ngủ lại. Trước ở đây đặt chân, sau đó tìm cơ hội tiếp xúc cổ nguyệt thánh địa cường đại thế lực. Lục Minh nghĩ tới Hoàng Linh cùng Diệp Đông Phương, bọn họ chính là ở cổ nguyệt thánh địa, nhưng cổ nguyệt thánh địa phi thường lớn, hắn mới đến, cũng không biết mấy người tông môn ở nơi nào, cự ly quá xa, truyền âm cũng rất khó truyền đi. Lục Minh, 7 ngày sau đó, giao chỉ thánh nữ hiện thân, tìm kiếm hộ đạo giả, đó là sẽ thiên tài tụ tập, có lẽ có thể đụng phải Diệp Đông Phương đám người. Đây là Hứa Nhiên đề nghị. Lục Minh gật đầu, xác thực như thế, đến lúc đó cho dù không có đụng phải Hoàng Linh đám người, chỉ cần đụng phải ban đầu ở bách tộc chiến trường người quen, sự tình cũng dễ làm nhiều. Tiến vào khách sạn gian phòng, Lục Minh liền tiến vào Sơn Hà Đồ. Một đạo quang mang lóe lên, Phao Phao liền vọt vào Lục Minh trong ngực. Lục Minh ca ca, Phao Phao ở trong này thật nhàm chán a, chiêm chiếp. Phao Phao quyết lên miệng nhỏ nói. Phao Phao ngoan, qua mấy ngày, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo. Lục Minh sờ lên Phao Phao cái đầu nhỏ. Tốt lắm, chiêm chiếp. Phao Phao khai tâm nhảy dựng lên, lanh lợi chạy đến một bên tu luyện đi. Lục Minh đi tới ngộ đạo cổ thụ phía dưới, ngồi xếp bằng, sau đó trên tay, xuất hiện một thanh thánh binh, đây là một thanh đại thánh binh. Hắn dự định tu luyện một cái vạn binh quyết. Khoảng thời gian này, Lục Minh một lòng lĩnh ngộ hỗn độn kiếp chỉ, vạn binh quyết đều bỏ bê tu luyện. Ở Thương Châu, hắn lấy được mấy cái chí thánh chữ vật giới chỉ, bên trong có không ít đại thánh binh, vừa vặn có thể phong ấn vào thân thể huyệt khiếu. Đồng dạng minh thánh binh, Lục Minh tạm thời không có ý định phong ấn vào thân thể, dù sao tăng lên có hạn, muốn phong ấn, liền phong ấn đại thánh binh. Lục Minh thân thể phát sáng, bắt đầu phong ấn đại thánh binh. Đại thánh binh, uy lực cường đại, nhưng đối với thân thể tạo thành phụ tải, cũng là phi thường cường đại. Bất quá Lục Minh hiện tại linh thể, là trung đẳng thiên linh thể, nhưng là cường độ, tương đương với thượng đẳng địa linh thể, tu vi lại đi đến thánh cảnh, tiếp tục phong ấn đại thánh binh, cũng không có vấn đề. Ong! Lục Minh trên người, một cái huyệt khiếu phát sáng, sáng chói vô cùng, như một vòng tiểu thái dương một dạng. Tiếp theo, thanh kia đại thánh binh, bay vào huyệt khiếu, tức khắc, Lục Minh trên người, sáng lên hơn 100 cái điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng, đều mơ hồ có thể nhìn thấy, có một thanh thánh binh lơ lửng. Hơn 100 thanh thánh binh, chiến binh chi khí hai bên quán thông, hình thành cường đại áp lực, Lục Minh cảm giác huyệt khiếu một trận phồng lên, giống như nhục thân không mạnh, trực tiếp liền bị no bảo. Cũng may Lục Minh nhục thân đầy đủ cường đại, đính xuống tới. Chậm rãi, thanh kia đại thánh binh, bị phong cấm huyệt khiếu, cùng với những cái khác thánh binh lẫn nhau quán thông. Hai thanh đại thánh binh, bất quá, còn chưa đủ. Lục Minh ánh mắt lóe lên, trước đó, hắn liền đã phong ấn một thanh đại thánh binh, tăng thêm hiện tại thanh này, hết thảy hai thanh, nhưng Lục Minh cảm giác, hắn còn không có đến cực hạn, còn có thể tiếp tục phong ấn. Tiếp theo, Lục Minh lại xuất ra một thanh đại thánh binh, bắt đầu phong ấn. Tu luyện không tuế nguyệt, 7 ngày thoáng một cái đã qua. Lục Minh hết thảy phong ấn 4 thanh đại thánh binh, mới cảm giác nhục thân đến cực hạn. Sau đó thời gian, hắn liền toàn tâm tu luyện hỗn độn kiếp chỉ. Tu luyện thần thông chi thuật, có thể cùng pháp tắc xúc tiến lẫn nhau, thần thông chi thuật tiến bộ, đối pháp tắc lĩnh ngộ cũng sẽ tương ứng tiến bộ, Lục Minh tự nhiên sẽ không lười biếng. Đi qua ở cưỡi phá không phi toa vậy một tháng, còn có mấy ngày nay tu luyện, hỗn độn kiếp chỉ hỏa hầu, càng ngày càng sâu, cũng đã đạt đến một thành năm hỏa hầu. Không muốn xem thường nữa thành hỏa hầu, nếu như đem một đạo hoàn chỉnh pháp tắc, chia làm 100 phần, này tương đương với tăng lên 5 phần, uy lực cũng tăng lên một mảng lớn. Thần thông chi thuật, hỏa hầu mỗi tăng lên một phân một hào, uy lực đều sẽ có chỗ tăng lên. Lúc này, giao trì thịnh hội bắt đầu. Lục Minh hai người, hướng về giao trì phương hướng mà đi. Không chỉ có là bọn họ, khu kiến trúc bên trong, có không ít người đều hướng phương hướng kia mà đi, rất nhiều đều là tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật, có thể thấy được giao trì thánh nữ lực hấp dẫn mạnh bao nhiêu. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một mặt hồ lớn. Hồ nước thanh tịnh, như một mặt tấm gương đồng dạng, khảm nạm ở trên mặt đất.
Lục Minh bọn họ đi tới thời điểm, phát hiện đã có rất nhiều người xuất hiện ở đây, ở trên mặt hồ đạp hồ mà đi. Đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện nguyên một đám thiên kiêu, khí tức cực kỳ hùng hậu, khí huyết như lửa, linh thể cực kỳ cường đại. Có rất nhiều, thế mà đều là thiên linh thể, hơn nữa tu vi cơ bản đều đạt đến thánh cảnh. Nhiều như vậy thiên kiêu, giao trì thánh nữ mị lực, có mạnh như vậy, có thể hấp dẫn nhiều như vậy thiên kiêu đến. Lục Minh rất là kinh ngạc. Tu hành giả, võ đạo cường giả, không bài trừ có người yêu thích sắc đẹp, nhưng càng nhiều người, vẫn là chuyên tâm đối võ đạo, say mê đối tu luyện, dù sao, tu vi càng cao, thọ nguyên lại càng dài, đi đến đế cấp, cơ hồ có vô tận thọ nguyên, đây mới là rất nhiều người muốn theo đuổi. Nhưng bây giờ, giao trì thánh nữ xuất thế, thế mà hấp dẫn nhiều ngày như vậy kiêu, cũng có chút kỳ quái. Những cái này, cơ hồ đều là cổ nguyệt thánh địa bên ngoài những cái kia đế cấp thế lực thiên kiêu, những người này đến đây, làm người không có khả năng vẹn vẹn bởi vì sắc đẹp đơn giản như vậy, giao trì thánh nữ vẻ đẹp, cố nhiên không cần phải nói, nhường vô số thiên kiêu tâm động, nhưng càng nhiều, là giao trì tài nguyên. Giao trì thánh nữ, mỗi một cái đều là khuynh quốc khuynh thành, nên, từ xưa đến nay, hấp dẫn cực kỳ cường đại thiên kiêu, trở thành giao trì thánh nữ hộ đạo giả, những cái này thiên kiêu, có rất nhiều đằng sau thành tựu đều không nhỏ, thậm chí có rất nhiều thành đế, những người này, ở trong giao trì, lưu lại rất nhiều tu luyện tâm đắc cùng cổ kinh. Thiên hạ pháp tắc ngàn ngàn vạn, nhưng giao trì, danh xưng ẩn chứa thiên hạ năm thành pháp tắc tu luyện kinh nghiệm cùng thần thông chi thuật, những cái này thiên kiêu, rất nhiều đều là hướng về phía những cái này tu luyện kinh nghiệm cùng cổ kinh đến. Hứa Nhiên giải thích, Lục Minh giật mình. Ẩn chứa thiên hạ năm thành pháp tắc thần thông chi thuật tu luyện kinh nghiệm. Lục Minh âm thầm chấn kinh. Nếu vì thật, đây cũng quá kinh khủng. Như vậy, thập đại tối cường pháp tắc thần thông chi thuật, hoặc là tu luyện kinh nghiệm, giao trì có sao? Hôm nay người thật đúng là nhiều. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, một người mặc kim bào, tràn ngập lộng lẫy khí chất thanh niên, đạp không mà đến, đứng ở đám người đỉnh đầu. Cổ Nguyệt Thánh Địa vạn gia thiên kiêu, Vạn Thiên Long. Có người thấp giọng hô, nhận ra này thanh niên. Vạn gia. Lục Minh ánh mắt lóe lên, lúc trước, ở bách tộc chiến trường, hắn liền chém giết một cái vạn gia thiên kiêu, Vạn Thiên Thành, còn được đến vạn gia độc môn bí thuật, Vạn Binh Quyết. Vạn Thiên Long ánh mắt lãnh ngạo, tràn đầy cao cao tại thượng biểu lộ, chắp hai tay sau lưng, khinh thường quét về phía mặt khác thiên kiêu. Hừ, không phải liền là xuất thân thánh địa thế lực a, có cái gì tốt cao ngạo. Lục Minh bọn họ phụ cận, có một cái đầu đầy tóc đỏ thanh niên khó chịu nói thầm, nhìn về phía Vạn Thiên Long, trong mắt tràn đầy chiến ý. Đi tới nơi này rất nhiều ngày kiêu, đều đến từ đế cấp thế lực, hơn nữa đại bộ phận, đều là đế cấp thế lực bên trong tối cường thiên kiêu. Dù sao, thiên linh thể, coi như ở đế cấp thế lực bên trong, cũng là cực kỳ thưa thớt, như Vân Đế Sơn, liền không có thiên linh thể thiên kiêu. Những cái này thiên kiêu, bình thường đều là cao cao tại thượng, xưng bá một phương, tự nhiên đều là kiêu ngạo, hiện tại Vạn Thiên Long đứng ở đám người đỉnh đầu, lãnh ngạo nhìn xuống đám người, tự nhiên có rất nhiều người khó chịu. Hưu. Lúc này, một đạo sáng chói kiếm quang, nhanh chóng bắn mà đến, kiếm quang thu vào, xuất hiện một người mặc hôi bào thanh niên. Người này gánh vác lấy một thanh chiến kiếm, cả người phong mang lộ ra, như một thanh thần kiếm. Là cổ nguyệt thánh địa cường đại thế lực, Đại Hoang Kiếm Tông Thiên Kiêu. Đồng dạng có người nhận ra người này thân phận. Cổ nguyệt thánh địa bên trong cường đại thế lực, bắt đầu có thiên kiêu tới trước. Tiếp theo, một đạo lôi đình lóe lên, một người mặc lôi điện trường bào thanh niên xuất hiện, có người nhận ra, là Lôi Thần Tông Thiên Kiêu. Diệp Đông Phương liền là Lôi Thần Tông, đáng tiếc, Diệp Đông Phương không có tới. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Rát, rát. Lúc này, hai tiếng huýt dài vang lên, hai đạo kim sắc quang mang cực tốc mà đến, tốc độ nhanh kinh người. Một khắc sau, kim sắc quang mang biến mất, hai đầu to lớn tam túc kim ô xuất hiện ở không trung. Kim ô nhất tộc thiên kiêu. Rất nhiều người sắc mặt thay đổi, biến ngưng trọng. Kim ô nhất tộc, không có chút nào nghi vấn, là một cái đáng sợ thế lực, coi như ở cổ nguyệt thánh địa rất nhiều cường đại thế lực. Cũng là danh liệt phía trước, cực kỳ cường đại cùng đáng sợ. Kim ô tộc, cao thủ như mây, mỗi một đời, đều sẽ sinh ra rất nhiều thiên kiêu. Hai đầu tam túc kim ô, ánh mắt như điện, liếc nhìn bốn phía, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành hai cái kim bào thanh niên. Kim ô thập thái tử. Lục Minh trong mắt, lộ ra một tia lãnh quang. Trong đó một người, chính là kim ô thập thái tử, nhìn kim ô thập thái tử khí tức, hiển nhiên cũng đột phá đến thánh cảnh. Hơn nữa còn không chỉ minh thánh tiểu thành bộ dáng. Mà mặt khác một người, khí tức so kim ô thập thái tử càng thêm đáng sợ,
Nghe người bên cạnh nghị luận, người kia chính là Kim Ô Cửu Thái Tử. Lục Minh. Kim Ô Thập Thái Tử ánh mắt như điện, liếc nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người, lóe qua một sợi băng lãnh sát cơ. Lục Minh không có chút nào sợ hãi, cùng Kim Ô Thập Thái Tử đối mặt. Thập đệ, thế nào? Kim Ô Cửu Thái Tử cũng hướng về Lục Minh nhìn đến. Không có gì, đụng phải một đầu run rế mà thôi, tìm cơ hội, ta sẽ tự mình giải quyết. Kim Ô Thập Thái Tử nói. Kim Ô Cửu Thái Tử gật gật đầu, không có nhiều lời. Hứa Nhiên, là ngươi, ha ha, không nghĩ đến ngươi dạng này phế vật, cũng sẽ đi tới giao chỉ. Đột nhiên, ở Lục Minh bọn họ phía sau, vang lên một đạo khinh miệt thanh âm. Lục Minh cùng Hứa Nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái tử bào thanh niên, chắp hai tay sau lưng, một mặt khinh miệt nhìn xem Hứa Nhiên. Thác Bạt Phi, ngươi cũng tới. Hứa Nhiên sắc mặt trầm xuống. Ta đương nhiên muốn tới, ta là nhất định trở thành giao chỉ hộ đạo giả, nhưng là ngươi, một cái liền thiên linh thể đều không phải phế vật, cũng tới giao chỉ, chẳng lẽ cũng muốn trở thành hộ đạo giả. Thực sự là cóc rẻ muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không ngốc ngâm phát niệu chiếu chiếu. Thác Bạt Phi cười lạnh, vẻ khinh miệt càng đậm. Hứa Nhiên sắc mặt chướng đỏ bừng, khó coi vô cùng, muốn phản bác, nhưng hắn thiên phú, xác thực so đối phương kém xa, không cách nào phản bác. Hứa Nhiên, chuyện gì xảy ra? Lục Minh cho Hứa Nhiên truyền âm. Người này, là một cái đế cấp thế lực thiên kiêu, cùng Huyết Ngọc Cung tới gần, hai cái thế lực, thường xuyên có ma sát. Hứa Nhiên đơn giản giải thích một cái. Lục Minh liền hiểu, rất rõ ràng, Huyết Ngọc Cung cùng Thác Bạt Phi thế lực hai bên tầm đó có thù, lúc này nhìn thấy, Thác Bạt Phi tự nhiên tích cực đả kích Hứa Nhiên. Làm sao, không nói lời nào, chẳng lẽ ta nói sai, một cái thiên linh thể đều không phải phế vật, liền nên thành thành thật thật ở tại Huyết Ngọc Cung, đi tới Cổ Nguyệt Thánh Địa, chỉ có thể mất mặt xấu hổ mà thôi. Thác Bạt Phi tiếp tục cười lạnh nói. Hứa Nhiên song quyền nắm chặt, trên mặt gân xanh nhảy lên, hận không thể cùng đối phương đại chiến một trận, tắm rửa bản thân sỉ nhục, nhưng hắn rất rõ ràng, bản thân căn bản không phải đối phương đối thủ. Từ đâu tới phong cầu, ở đây gọi bậy, nghe tâm phiền. Lúc này, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Hứa Nhiên hơi sững sờ. Mà Thác Bạt Phi, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía Lục Minh tiểu tử, ngươi nói ai là phong cầu? Ai ứng nói người đó? Lục Minh cười một tiếng. Thác Bạt Phi trong mắt lóe qua một đạo băng lãnh sát cơ, nói tiểu tử, ngươi có biết hay không, nói có mấy lời, là muốn trả giá đắt, có chút đại giới, là ngươi không cách nào tiếp nhận. Phong cầu muốn cắn người. Lục Minh thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cái chết. Thác Bạt Phi ánh mắt lạnh hơn, bước ra một bước, cường đại khí tức, trực tiếp hướng về Lục Minh ép tới. Minh Thánh Đại Thành. Lục Minh trong lòng khẽ động. Thác Bạt Phi, tu vi đi đến Minh Thánh Đại Thành, hơn nữa còn là thiên linh thể, khó trách như vậy phách lối, không đem Hứa Nhiên để vào mắt. Loại này dạng tu vi, nếu là đặt ở Thương Châu, có thể tùy tiện nghiền ép thần tử. Giao Trì xuất hiện. Bỗng nhiên, một đạo kinh hô, truyền khắp toàn trường. Ong! Bên trên bầu trời, nổi lên gợn sóng, sau đó, một phiến rộng lớn cung điện, lăng không phủ hiện. Khu cung điện này, liên miên không dứt, phảng phất đặt mình vào ở trong hư không, ngoài trừ phía trước một tòa cung điện có thể thấy rõ ràng, đằng sau cung điện, mông lung, căn bản nhìn không rõ ràng, phảng phất là tiên cung một dạng. Giao Trì, lại có một cái tên, gọi là Giao Trì Tiên Cung. Giao Trì Tiên Cung xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bao quát Thác Bạt Phi. Tiểu tử, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Thác Bạt Phi lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía Giao Trì Tiên Cung. Lục Minh cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Lúc này, Giao Trì Tiên Cung đại môn mở ra, đi ra một cái cung trang phụ nhân. Cung trang phụ nhân thoạt nhìn hơn 40 tuổi, nhưng phong vận vẫn còn, thân thể thướt tha, lúc tuổi còn trẻ, tất nhiên là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Giao Trì hôm nay thánh nữ xuất thế, cảm tạ các vị anh kiệt cổ động. Cung trang phụ nhân thanh âm, truyền khắp toàn trường. Chắc chắn chư vị anh kiệt cũng biết rõ, Giao Trì thánh nữ, cố ý chọn lựa hộ đạo giả, tương lai cộng đồng nâng đỡ, cộng đồng đi đến đại đạo, đương nhiên, có thể hay không trở thành hộ đạo giả, liền nhìn các ngươi riêng phần mình duyên phận. Cung trang phụ nhân tiếp tục nói. Đông đảo thiên kiêu, đều không có lên tiếng, mà là lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi Giao Trì thánh nữ xuất hiện. Đời này Giao Trì thánh nữ, hết thảy có 9 người, hiện tại ta liền nhường các nàng đi ra. Cung trang phụ nhân vung tay lên, bên trên bầu trời, lại có gợn sóng sinh ra, tiếp theo, từng tòa đình đài, lăng không phủ hiện mà ra, lơ lửng ở không trung.
Mỗi một tòa đình đài đều có một chương bàn ngọc, ngọc trên bàn, trưng bày thịt rượu. Mà ở bàn ngọc bên cạnh đều ngồi một cái tuyệt thế khuynh thành nữ tử. Chín tòa đình đài, chín chương bàn ngọc, chín cái mỹ nữ. Mỗi một cái đều khuynh quốc khuynh thành, như tiên nữ phía dưới phàm trần, lại đều có phong thái, khí chất thế mà hoàn toàn khác biệt. Thật đẹp. Cách đó không xa, Thác Bạt Phi trừng mắt to con ngươi, nhãn thần bên trong lập lòe nóng bỏng hỏa diễm. Không chỉ có là hắn, rất nhiều người đều không sai biệt lắm. Giao Chỉ thánh nữ, xác thực quá đẹp, mỗi một cái đều là nhân gian vưu vật, thế gian khó tìm. Càng khó được là, Giao Chỉ thánh nữ, mỗi một cái đều có hiếm thấy võ đạo thiên phú, tu vi cao thâm. Bất quá, nhường Lục Minh kinh ngạc, không phải chín cái thánh nữ mỹ mạo, chín cái thánh nữ mặc dù đẹp, nhưng Tạ Niệm Khanh tuyệt đối ở trên các nàng, nhường Lục Minh kinh ngạc là chín người thiên phú. Toàn bộ đều là thiên linh thể. Này khiến Lục Minh chấn kinh. Thiên linh thể, một chút đế cấp thế lực, đều không có một cái, nhưng bây giờ Giao Chỉ tiên cung, thế mà lập tức đi ra chín cái, hơn nữa mỗi một cái, đều là khó được mỹ nữ. Đây chính là Cổ Nguyệt Thánh Địa bên trong cường đại thế lực sao? Thật sự kinh người. Lục Minh nói nhỏ. Chín tòa đình đài, chín vị thánh nữ, hôm nay, ai có thể leo lên đình đài, liền có thể cùng ta Giao Chỉ thánh nữ, cộng ẩm rượu ngon, đàm luận võ đạo. Cung trang phụ nhân thanh âm lần thứ hai vang lên, nhưng rất nhiều người trong mắt phát ra nóng bỏng quang mang. Đình đài chỉ có 9 tòa, mỹ nhân chỉ có 9 cái, nhưng hiện trường thiên kiêu biết bao nhiêu, có thể leo lên đình đài, không chỉ có thể cùng mỹ nhân cộng ẩm, cũng là một loại vinh quang. Ai muốn đi lên cùng tiểu muội ở trong này đến uống rượu đây? Cái thứ nhất trong đình đài, vang lên một đạo thanh thúy thanh âm, bàn ngọc bên cạnh nữ tử đứng dậy, vung tay lên, một đầu ngọc bậc thang từ đình đài kéo dài mà xuống, rơi ở trên mặt hồ. Ha ha, vậy liền để cho ta tới trước đi. Cười to một tiếng, vạn gia thiên kiêu vạn thiên long, dậm chân mà ra, rơi vào kia ngọc bậc thang phía trên, sau đó dọc theo ngọc bậc thang, dậm chân mà lên. Rất nhiều người ánh mắt, đều rơi vào vạn thiên long trên người, bao quát Kim Ô tộc hai vị thái tử, Lôi Thần Tông, Đại Hoang Kiếm Tông Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực thiên kiêu. Bất quá những cái này thiên kiêu, cũng không động. Đình đài có 9 tòa, bọn họ không vội. Hừ, tòa này đình đài, ta cũng coi trọng, còn xin ngươi đi xuống đi. Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, Lục Minh bọn họ phụ cận, một cái hỏa hồng tóc thanh niên, bước ra một bước, cũng rơi vào kia ngọc bậc thang phía trên, toàn thân tràn ngập ra đáng sợ hỏa diễm. Cút cho ta. Vạn Thiên Long ánh mắt bắn ra lãnh quang, bàn tay có một cái ánh sáng thắp sáng lên, một thanh đại thánh binh cấp bậc chiến kiếm xuất hiện, một kiếm chém về phía tóc đỏ thanh niên. Liệt diễm phần thiên. Hỏa hồng tóc thanh niên giống to một tiếng, một thân tu vi hoàn toàn bộc phát, song trưởng liên tục đánh ra, đáng sợ hỏa diễm hình thành một đạo hỏa trụ, hướng về Vạn Thiên Long phóng đi. Hỏa hồng tóc thanh niên, chiến lực cực kỳ đáng sợ, tu vi đạt đến minh thánh đại thành, hơn nữa còn là hạ đẳng thiên linh thể. Càng làm cho Lục Minh kinh ngạc là, đối phương thi triển chính là thần thông chi thuật. Bậc này đế cấp thế lực tuyệt thế thiên kiêu, thật sự đáng sợ, minh thánh đại thành, liền lĩnh ngộ thần thông chi thuật, phải biết, ở Thương Châu, rất nhiều đứng ở minh thánh viên mãn mấy vạn năm lão quái vật, đều không có lĩnh ngộ thần thông chi thuật. Loại thiên kiêu này, mặc dù cùng lúc trước thần tử tu vi giống nhau, nhưng một chiêu liền có thể miểu sát thần tử. Oanh! Vạn Thiên Long chiến kiếm, chém ở hỏa diễm cột sáng, bộc phát ra một tiếng đáng sợ chấn động, hỏa hồng tóc thanh niên thân thể chấn động, liên tục lui lại. Một thành hỏa hầu thần thông chi thuật, cũng lấy ra đối phó ta, không biết tự lượng sức mình. Vạn Thiên Long lạnh lùng mở miệng, trên người hắn, có một cái điểm sáng không ngừng sáng lên, hết thảy có 36 cái, mỗi một cái điểm sáng, cũng bay ra một thanh thánh binh, bất quá, đều là minh thánh binh. Tăng thêm hắn trước đó thanh kia đại thánh binh, hết thảy 37 thanh thánh binh, chiến binh chi khí hội tụ, hình thành một đạo đáng sợ kiếm khí, chém về phía hỏa hồng tóc thanh niên. Hỏa hồng tóc thanh niên bảo hống một tiếng, lần thứ hai thi triển thần thông chi thuật, oanh ra một đạo hỏa trụ. Nhưng một lần này, hỏa trụ trực tiếp bị kiếm quang bổ ra, kiếm quang liên tục, bổ về phía hỏa hồng tóc thanh niên, hỏa hồng tóc thanh niên hoảng hốt, cực tốc lui lại, nhưng vẫn như cũ đã chậm, bị kiếm quang quét trúng, hắn thân thể bị chém làm hai đoạn, hóa thành hai đoàn hỏa diễm cực tốc lui lại, ở phía xa gian nan dung hợp cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành hình người, chỉ là sắc mặt trắng bệch, khí tức có chút uể oải. Tuy nhiên hắn linh thể chính là hỏa diễm linh thể, nhưng vừa mới một kiếm kia, vẫn như cũ nhường hắn gặp phải trọng thương. Vạn Thiên Long cười lạnh một tiếng, quanh thân vần quanh thánh binh, tiếp tục dọc theo ngọc thê dậm chân hướng lên trên.
Bốn phía, không có bất luận kẻ nào tiến lên cùng Vạn Thiên Long tranh đoạt. Vạn Thiên Long quá mạnh, vừa mới kia hỏa hồng tóc thanh niên chiến lực, cũng đã quá mạnh, nhưng vẫn như cũ ngăn không được Vạn Thiên Long một kiếm, bị một kiếm trọng thương. Hơn nữa, người nào cũng không biết, Vạn Thiên Long dùng ra mấy phần công lực. Dù sao còn có 8 tòa đình đài, không cần đến cùng Vạn Thiên Long tranh đoạt. Vạn Thiên Long thành công bước lên đình đài, kia đình đài phía dưới Ngọc Thê, liền tự động biến mất. Công tử mời ngồi. Đình đài phía trên Giao Trì thánh nữ mỉm cười, tự thân vì Vạn Thiên Long rót rượu, nhưng rất nhiều người hâm mộ không thôi. Thánh nữ mời. Vạn Thiên Long vung tay lên, cùng Giao Trì thánh nữ ngồi ở trên bàn ngọc uống rượu. Lúc này, tòa thứ hai đình đài, vị kia Giao Trì thánh nữ đứng dậy, đồng dạng một bao tay, một đạo ngọc thê hình thành. Vị nào tuấn kiệt đi lên, cùng tiểu muội cộng ẩm. Êm tai thanh âm vang lên. Lôi Mỗ bồi cô nương uống một chén. Lôi Thần Tông Thiên Kiêu cười một tiếng, thân hình khẽ động, như một đạo thiểm điện lóe lên, một khắc sau, hắn liền xuất hiện ở trên ngọc thê, sau đó ánh mắt quét về phía tứ phương, nói, có ai muốn cùng Lôi Mỗ tranh một chén? Nếu là không có mà nói, một chén rượu này, liền về Lôi Mỗ uống. Ta tới chiếu cố ngươi. Một đạo thanh âm vang lên, một cái thiên kiêu bước lên ngọc thê, đồng thời, một đạo mũi thương bộc phát mà ra, đâm rách không khí, ám sát hướng Lôi Thần Tông Thiên Kiêu. Cái này thanh niên, chiến lực cũng tuyệt đối cường đại, không kém gì vừa mới kia hỏa hồng tóc thanh niên. Lôi phạt chi thủ. Lôi Thần Tông Thiên Kiêu, một trường vung ra, vô tận lôi điện lập lòe, ngưng tụ ra một đầu to lớn lôi đỉnh trưởng ấn, hướng về thanh niên đánh tới. Oanh! Mũi thương phá toái, kia thanh niên, thế mà không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị oanh hạ ngọc thê, toàn thân cháy đen, miệng lớn thổ huyết. Một chiêu, gặp phải trọng thương. Thật đáng sợ chiến lực. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Đây chính là Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực thiên kiêu sao? Chiến lực cũng quá mạnh, tùy tiện nghiền ép mặt khác đế cấp thế lực thiên kiêu. Linh thể đẳng cấp giống nhau, nhưng tu vi mạnh hơn, thần thông chi thuật hỏa hầu càng sâu. Lục Minh ánh mắt sáng quắc. Hắn nhìn ra, bất kể là Vạn Thiên Long, vẫn là Lôi Thần Tông thiên kiêu, tu vi chỉ sợ đều đi đến Minh Thánh đỉnh phong, mặc dù linh thể vẫn là hạ đẳng thiên linh thể, nhưng thần thông hỏa hầu càng sâu. Cao hơn tu vi, phối hợp hỏa hầu càng sâu thần thông chi thuật, tự nhiên có thể tùy tiện nghiền ép mặt khác thiên kiêu. Rất nhiều từ bên ngoài đến đế cấp thế lực thiên kiêu, sắc mặt đều khó coi, nếu như Cổ Nguyệt Thánh Địa thiên kiêu đều cường đại như vậy, bọn họ còn có cái gì cơ hội? Lôi Thần Tông thiên kiêu triển lộ cường đại thực lực, không người dám tranh, nhẹ nhóm bước lên đình đài, cùng phía trên Giao Chỉ thánh nữ cộng ẩm. Sau đó, tòa thứ ba đình đài thánh nữ, giống như trước đó như thế, ngưng tụ ra một đạo ngọc thê. Lần này, kim quang lóe lên, Kim Ô Cửu Thái Tử đạp vào ngọc thê. Kim Ô Cửu Thái Tử, cuồng ngạo vô biên, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, không một người dám chiến. Kim Ô nhất tộc, bản thân liền cường đại vô cùng, Kim Ô Cửu Thái Tử khí tức bức nhân, không một người dám chiến, hắn nhẹ nhóm leo lên tòa thứ ba đình đài. Tiếp theo, tòa thứ tư đình đài, cũng là một cái Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực thiên kiêu đạp vào, cái này thế lực, tên là Tử Cực Tông. Tử Cực Tông thiên kiêu, đồng dạng cường đại vô cùng, sâu không lường được, một chiêu đả thương nặng một cái đi lên tranh đoạt thiên kiêu, bước vào đình đài. Tiếp theo, tòa thứ năm đình đài, Đại Hoang Kiếm Tông kia gánh vác chiến kiếm thanh niên, bước lên ngọc thê phía trên. Ta liền không tin, Cổ Nguyệt Thánh Địa thế lực thiên kiêu, đều mạnh như vậy, một tòa này đình đài, là ta. Một cái thanh niên giống to một tiếng, xông lên ngọc thê, muốn cùng Đại Hoang Kiếm Tông thiên kiêu tranh đoạt. Khanh! Một đạo kiếm minh vang lên, sau đó đám người nhìn thấy, một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo, cái kia đi lên tranh đoạt thanh niên, thân thể điên cuồng lui lại, một mực thối lui ra mấy ngàn mét, đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Một khắc sau, chỉ thấy này thanh niên mi tâm, xuất hiện một đạo vết máu, sau đó thân thể chia làm hai nửa, rơi xuống phía dưới trong hồ. Chết rồi, một cái thiên linh thể cấp bậc thiên kiêu, cứ như vậy bị giết. Đám người chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang lóe lên mà thôi, thật đáng sợ. Đại Hoang Kiếm Tông thiên kiêu sắc mặt lạnh lùng, không có một tia biểu lộ, dậm chân mà lên, không có người bất luận kẻ nào, dám đi lên tranh đoạt, hắn thuận lợi bước vào đình đài. Đã có 5 tòa đình đài, bị người chiếm cứ. Tiếp theo, tòa thứ 6, tòa thứ 7 đình đài, toàn bộ bị Cổ Nguyệt Thánh Địa thế lực thiên kiêu chiếm cứ, Cổ Nguyệt Thánh Địa bên ngoài những cái kia đế cấp thế lực thiên kiêu, một tòa đình đài, đều không có đạp lên. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về phía cuối cùng hai tòa đình đài. Chỉ còn lại cuối cùng hai tòa, hơn nữa, Cổ Nguyệt Thánh Địa thiên kiêu,
cơ hồ đều đạp lên. Còn lại mấy người, cảm giác không có mạnh như vậy, như Kim Ô Thập Thái Tử. Làm tòa thứ 8 đình đài Ngọc Thê xuất hiện thời điểm, có mấy đạo thân ảnh, đồng thời xông tới. Trong đó một người, liền là Kim Ô Thập Thái Tử. Cút cho ta! Kim Ô Thập Thái Tử bá đạo vô cùng, toàn thân tràn ngập đại nhật chi hỏa, một chảo cầm ra, chính là đầy trời hỏa diễm. Kim Ô Thập Thái Tử tu vi, là Minh Thánh Đại Thành. Lăn là ngươi! Mấy người khác cũng không yếu, bộc phát tu vi, cùng Kim Ô Thập Thái Tử đại chiến. Trong lúc nhất thời, mấy người đại chiến khó phân cao thấp. Vù, vù, vù. Lúc này, lại có 5-6 đạo thân ảnh, xông về Ngọc Thê, nhường đại chiến càng thêm kịch liệt. Đây là càng kịch liệt một trận đại chiến, trước đó, những cái kia đạp vào Ngọc Thê người, đều quá mạnh, hoàn toàn nghiền ép kẻ khác, không cách nào một trận chiến. Nhưng bây giờ, không có xuất hiện hoàn toàn nghiền ép người, đại chiến tự nhiên kịch liệt, cuối cùng hai tòa đình đài, tất cả mọi người muốn tranh đoạt một tòa. Thiên kiêu thật đúng là nhiều. Lục Minh cũng đang nhìn xem. Những cái này thiên kiêu, bất kỳ người nào, đều có thể tùy tiện nghiền ép thần tử, phóng tới Thương Châu, kia chính là chấn áp nhất châu thiên kiêu, không người có thể địch. Nhưng ở chỗ này, lại xuất hiện một đống. Trận này đại chiến, trọn vẹn tiến hành nửa giờ, cuối cùng, bị một cái Minh Thánh đỉnh phong, thánh địa bên ngoài thiên kiêu dẫn đầu bước lên đỉnh đài. Cái này thiên kiêu, mặc dù tu vi cũng đạt đến Minh Thánh đỉnh phong, nhưng chiến lược hiển nhiên so trước đó Vạn Thiên Long đám người thấp một bậc, không thể làm được nghiền ép, phí hết không ít công phu, mới đạp vào đỉnh đài. Đáng chết, cái cuối cùng đỉnh đài, nhất định là ta. Kim Ô Thập Thái Tử không có đạp vào đỉnh đài, tâm tình vô cùng khó chịu. 9 tòa đỉnh đài, chỉ còn lại cuối cùng một tòa. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về phía cuối cùng một tòa đỉnh đài, có chút vừa mới không có xuất thủ thiên kiêu, cũng lộ ra chiến ý, như kia thác bạt phi. Làm tòa thứ 9 đỉnh đài Ngọc Thê rơi xuống thời điểm, tối thiểu có 10 cái thân ảnh, xông về Ngọc Thê. Lan! Giết! Từng tiếng giống to vang lên, 10 cái thiên kiêu, bộc phát ra kịch liệt chém giết. Bao quát kia thác bạt phi, cũng gia nhập chiến đoàn, ra sức giống xông lên, chỉ cần cái thứ nhất xông vào đỉnh đài, coi như thắng lợi, những người khác tự lui. Nhưng mặt khác thiên kiêu, không có yếu, dám đi cạnh tranh, linh thể không cần phải nói, tự nhiên là thiên linh thể, hơn nữa tu vi, đều đạt đến Minh Thánh Đại Thành, nếu không có lực áp quần hùng chiến lực, rất khó đạp lên. Các loại quang mang chớp diệu, thần thông chi thuật bắn ra, ở phát sinh kịch liệt va chạm. Kia Ngọc Thê, còn có cái kia đình đài, đều có phù văn đang nhấp nháy, đáng sợ kình khí rơi vào phía trên, đều bị triệt tiêu. Giác! Kim Ô kêu to, Kim Ô Thập Thái Tử hóa thành tam túc Kim Ô bản thể, vũ rực như đao, tràn ngập đại nhật chân hỏa, đáng sợ vô cùng, đồng dạng đồng cấp thiên kiêu, đều không phải đối thủ của hắn. Thác Bạt Phi, cũng đang ra sức đại chiến, nhưng cuối cùng, bị Kim Ô Thập Thái Tử một chảo đánh bay xuống tới, ở không trung liên tục lui lại, liền tóc đều bắt đầu cháy rừng rực, chật vật vô cùng. Đáng giận! Thác Bạt Phi giống to, có chút không cam lòng. Lục Minh, Hứa Nhiên, vô ý thức quét Thác Bạt Phi một cái. Không ngờ cái nhìn này, rơi vào Thác Bạt Phi trong mắt. Hắn mới vừa bị oanh xuống tới, tóc đều bị đốt đi, chật vật vô cùng, lúc này nhìn thấy Lục Minh cùng Hứa Nhiên ánh mắt, phảng phất nhìn thấy hai người đang giễu cợt hắn, tức khắc giận dữ, đem đầy bụng lửa giận, đều hướng về hai người phát tiết. Nhìn cái gì nhìn, phế vật một cái, lên đều không dám đi lên tranh đoạt, còn muốn tóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thực sự là buồn cười. Thác Bạt Phi quát lạnh. Đặc biệt là vọng lại trước đó Lục Minh mắng hắn phong cẩu, càng là nổi giận. Lục Minh cùng Hứa Nhiên không có đáp lại, tiếp tục nhìn về phía Ngọc Thê phía trên chiến đấu, không nhìn thẳng Thác Bạt Phi. Cút ngay, hai cái phế vật, đừng ở chỗ này chướng mắt. Gặp hai người lại dám không nhìn hắn, Thác Bạt Phi lửa giận càng tăng lên, thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở Hứa Nhiên bên cạnh, một bàn tay hướng về Hứa Nhiên quạt tới. Hứa Nhiên kinh hãi, vội vàng lui lại, nhưng Thác Bạt Phi tốc độ kinh người. Hắn căn bản tránh không khỏi. Lúc này, Lục Minh một trường bổ ra, cùng Thác Bạt Phi bàn tay chạm vào nhau, Thác Bạt Phi thân thể run lên, cảm giác xương tay đều muốn nứt ra, không khỏi liền lùi lại hai bước, có chút kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Hắn vừa mới cảm giác, Lục Minh trong lòng bàn tay lực lượng, cực kỳ đáng sợ, phảng phất muốn đem hắn cả người chấn vỡ. Phong cầu một đầu, ở đây cắn người linh tinh, nhìn đến không cho ngươi một chút giáo huấn đều không được. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, bàn tay như đao, hướng về Thác Bạt Phi đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, đáng sợ áp lực, hoàn toàn bao phủ Thác Bạt Phi, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, không thể ngăn cản. Thác Bạt Phi kinh hãi,
xuất ra một kiện thánh binh ngăn cản. Nhưng Lục Minh bàn tay chém ở trên thánh binh, Thác Bạt Phi thánh binh, thế mà trực tiếp biến hình, sau đó nổ tung đến, Thác Bạt Phi con ngươi trừng tròn vo. Thánh binh, mặc dù là minh thánh binh, nhưng tuyệt đối kiên cố bất hủ, nhưng bây giờ, lại bị Lục Minh một trường chém nổ tung đến, lấy nhường hắn kinh hãi muốn tuyệt. Đáng sợ lực lượng, nhường Thác Bạt Phi miệng lớn thổ huyết, thân thể lui nhanh. Vù! Lục Minh bước ra một bước, nháy mắt liền xuất hiện ở Thác Bạt Phi đỉnh đầu, một cước đạp ở Thác Bạt Phi trên mặt, Thác Bạt Phi kêu thảm một tiếng, thân thể như một quả đạn pháo một dạng, nhập vào hồ nước. Hứa Nhiên nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Lục Minh chiến lực, hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước. Ban đầu ở Bách tộc chiến trường, mới vừa gặp Lục Minh thời điểm, Lục Minh tu vi, kém hắn xa, mặc dù chiến lực cường đại, nhưng là không bằng hắn, đằng sau, Lục Minh liền trực tiếp siêu việt hắn. Đến cuối cùng, bọn họ chạy ra Bách tộc chiến trường thời điểm, Lục Minh chiến lực mặc dù mạnh, nhưng so với hiện tại, cũng là kém cách xa vạn dặm. Lúc này mới bao lâu không gặp, Lục Minh liền có thể giống ngược một đầu tiểu cẩu đồng dạng, ngược Thác Bạt Phi, thậm chí ngay cả Minh Thánh Binh, đều bị Lục Minh một trường đánh nát, đây là cái gì chiến lực? Thác Bạt Phi trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Hứa Nhiên, ngươi không phải muốn đi lên à, ta đưa ngươi đi lên. Lục Minh nói, sau đó hướng về tòa thứ 9 đỉnh đài dậm chân mà đi. Hứa Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, vô ý thức đi theo Lục Minh tiến lên. Hai người một trước một sau, đạp vào Ngọc Thê. Từ đâu tới tiểu tử, lăn. Ngọc Thê, có một cái dài như một đầu hắc tinh tinh thanh niên, cánh tay so kẻ khác bắp đùi còn to, thân cao 3 mét có thừa, đấm ra một quyền, to bằng đầu người nắm đấm, hướng về Lục Minh ngay đầu đánh tới, không khí bên trong vang lên một ngạt oanh minh. Cái này thanh niên, vừa mới ở trên Ngọc Thê đại chiến, căn bản không có nhìn thấy Lục Minh xuất thủ, lúc này muốn một quyền đem Lục Minh oanh xuống dưới. Lục Minh đồng dạng oanh ra một quyền. Đông. Hai quyền oanh kích cùng một chỗ, răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Hắc tinh tinh thanh niên trong mắt trực tiếp xông ra ngoài, hắn nắm đấm, cũng đã hoàn toàn nổ tung đến. Lan. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, một trường phiến ra, một đầu to lớn bàn tay hình thành, trực tiếp đem hắc tinh tinh thanh niên vỗ xuống Ngọc Thê. Bốn phía, rất nhiều người vây quanh ánh mắt, nhao nhao rơi vào Lục Minh trên người. Người này hào cường, tùy tiện nghiền ép những người khác. Chẳng lẽ lại là một cái thánh địa thế lực thiên kiêu? Hẳn không phải là, hắn là cùng Huyết Ngọc Cung Hứa Nhiên cùng đi. Rất nhiều người đang suy đoán Lục Minh thân phận, mà mặt khác tám tòa đỉnh đài giữa bầu trời kiêu, đều nhìn về phía Lục Minh, lộ ra vẻ tò mò. Giết! Lục Minh hét lớn, linh hồn sức công phạt, theo thanh âm, phóng tới Ngọc Thê mặt khác thiên kiêu, những cái kia thiên kiêu thân thể đại chấn, sau đó Lục Minh một quyền một cái, đem mấy cái thiên kiêu từng cái đánh xuống dưới. Hảo cường linh hồn lực. Cái thứ nhất đình đài, Vạn Thiên Long mở miệng, bất quá thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, Lục Minh linh hồn lực là không sai, chiến lực cũng rất mạnh, nhưng còn không có thả ở trong mắt của hắn. Lục Minh liên tục đánh xuống mấy người, xài bước hướng về phía trước, còn có mấy người, lúc đầu đại chiến, lúc này đều dừng tay lại, nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh, là ngươi. Kim Ô Thập Thái Tử nhìn thấy Lục Minh, ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ không nghĩ tới. Lục Minh chiến lược thế mà mạnh như vậy. Lăn xuống. Lục Minh tùy ý quét mấy người một cái, không có mảy may dừng lại, sải bước hướng về phía trước. Chư vị, chúng ta liên thủ, đem tiểu tử này oanh xuống dưới như thế nào? Kim Ô Thập Thái Tử ánh mắt lưu chuyển lên phong mang. Tốt, liên thủ, đánh bại người này, chúng ta tranh đoạt. Xuất thủ. Tức khắc, mấy cái khác thiên kiêu, cùng Kim Ô Thập Thái Tử cùng một chỗ, hướng về Lục Minh công tới. Mấy người liên thủ, uy lực cực kỳ khủng bố, các loại thần thông chi thuật, muốn đem Lục Minh ma diệt đi. Lục Minh mí mắt đều không có động một cái, bàn tay chấn động, như lưỡi dao chạm ra. Lục Minh trên người, lưu chuyển lên hỗn độn pháp tắc lực lượng, bàn tay, giống như ẩn chứa một tôn chấn ngục bia, muốn chấn áp tất cả. Đụng, đụng, đụng. Bàn tay đánh rơi, những cái kia thần thông chi thuật, như bọt biển đồng dạng bị đánh tan, Lục Minh như một tôn bất hủ chiến thần. Tiếp tục dậm chân mà lên, vạn pháp bất chiêm thân. Kim Ô Thập Thái Tử đám người, sắc mặt đại biến, biến rất khó nhìn. Mấy người liên thủ, lại hoàn toàn không làm gì được Lục Minh. Cho ta cút xuống đi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bàn tay tiếp tục đánh ra. Có mấy người ra sức cùng Lục Minh đối một chiêu, nguyên một đám toàn thân như chạm điện một dạng đại chấn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thể nội khí huyết quay cuồng, cánh tay xương cốt giống là muốn vỡ ra một dạng. Lục Minh đã là thủ hạ lưu tình,
Nếu là toàn lực một kích, nơi này không có người có thể bất tử. Ngọc Thê, chỉ có Kim Ô Thập Thái Tử vẫn còn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Ngươi còn chưa cút. Lục Minh băng lãnh mở miệng. Lục Minh, nơi này là Cổ Nguyệt Thánh Địa, ta Kim Ô nhất tộc, ngay ở Cổ Nguyệt Thánh Địa, cho ta một cái mặt mũi, cái này đình đài nhường cho ta, bách tộc chiến trường sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kim Ô Thập Thái Tử cho Lục Minh truyền âm. Cho ngươi mặt mũi, ngươi tính là thứ gì? Lan. Lục Minh hét lớn, ôm đồm ra, bắt lấy Kim Ô Thập Thái Tử một cái cánh, vung đến hất lên, trực tiếp đem Kim Ô Thập Thái Tử quăng ra ngoài. Này Kim Ô Thập Thái Tử cũng là buồn cười, chiến không qua, còn cầm Kim Ô nhất tộc uy hiếp hắn, hắn cũng không tin, cùng thế hệ tranh chấp, Kim Ô nhất tộc lão bối nhân vật sẽ có ý tốt xuất thủ. Cho nên, hắn căn bản không cần cho Kim Ô Thập Thái Tử sắc mặt tốt. Lục Minh. Kim Ô Thập Thái Tử ở phía xa ổn định thân hình, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm chằm Lục Minh. Mặt khác một tòa đình đài, Kim Ô Cửu Thái Tử ánh mắt cũng lạnh lùng xuống tới. Dám gọi Kim Ô Thập Thái Tử là thứ gì? Vậy hắn thì sao? Dạng này mắng Kim Ô Thập Thái Tử, chẳng khác nào mắng hắn. Kim Ô Thập Thái Tử bị ném Ngọc Thê cũng đã không có một người. Hứa Nhiên, đi thôi. Lục Minh nhìn về phía có chút sững sờ Hứa Nhiên, dậm chân hướng lên trên, cùng Hứa Nhiên hai người, trước sau đi vào tòa thứ 9 đình đài. 9 tòa đình đài, đều có người. Vị công tử này làm sao xưng hô, quả nhiên là lực áp quần hùng, nhưng tiểu muội bồi phục. Cái thứ 9 đình đài, là một người mặc quần dài màu tím nữ tử, da thịt như ngọc, quốc sắc thiên hương, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục Minh, nét mặt tươi cười yên nhiên, có cực lớn sức hấp dẫn. Tại hạ Lục Minh, Hứa Nhiên, Lục Minh cùng Hứa Nhiên nhau nhau ôm quyền. Tiểu nữ tử Tử Lăng, hai vị mời ngồi, Tử Lăng vì hai vị rót rượu. Tử Lăng nói, Tử Lăng cô nương khách khí, một lần này, ta là vì giúp Hứa huynh mà đến, Hứa huynh đối giao chỉ thánh nữ, có thể ngưỡng mộ gấp. Lục Minh mỉm cười, đem Hứa Nhiên đẩy đi ra. Chỗ nào, ta chỉ là đến kiến thức một chút. Hứa Nhiên vội vàng chối từ, hắn rất rõ ràng, lấy hắn thiên phú, hơn phân nửa sẽ không bị giao chỉ thánh nữ coi trọng, chỉ là đến kiến thức một chút, đến một chút náo nhiệt mà thôi, không nghĩ đến sẽ bị Lục Minh mang lên đình đài, cùng giao chỉ thánh nữ ngồi chung một bàn cộng ẩm. Lúc này không khỏi có chút chân tay luống cuống. Hai vị như thế chối từ, xem ra là Tử Lăng mị lực còn chưa đủ, không vào được hai vị công tử pháp nhãn. Tử Lăng khe khẽ thở dài, trong mắt lộ ra vẻ u oán. Tử Lăng vốn là quốc sắc thiên hương, tăng thêm lộ ra như thế biểu lộ, thật sự sức hấp dẫn 10 phần, bất luận cái gì nam nhân đều muốn thình thịch tâm động. Tử Lăng cô nương hiểu lầm. Hứa Nhiên vội vàng nói, Lục Minh cũng lộ ra một tia xấu hổ. Sau đó Tử Lăng nhoẻn miệng cười, nói Tử Lăng mới vừa rồi cùng hai vị chơi đùa đây, đến, lần đầu gặp mặt, Tử Lăng kính hai vị một chén. Lục Minh cùng Hứa Nhiên bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tử Lăng phi thường giỏi về lời nói, rất nhanh liền đem xấu hổ bầu không khí đánh vỡ, cùng Lục Minh, Hứa Nhiên hai người tâm tình. Rất hiển nhiên, giao trì thánh nữ, đều là nhận qua huấn luyện đặc thù, cùng người liên hệ, liền là trong đó một loại, bằng không mà nói, từ xưa đến nay, cũng sẽ không có nhiều như vậy tuyệt đại thiên kiêu, quỳ giao trì thánh nữ dưới gấu quần. Đình đài bên ngoài, rất nhiều người đều hâm mộ không thôi, có thể cùng giao trì thánh nữ nâng cốc ngôn hoan, cái nào thiên kiêu không muốn. Mặt khác đình đài, cũng là như thế, trò chuyện với nhau thật vui. Qua ba lần rượu, Tử Lăng trong tay xuất hiện hai khối ngọc bài, đưa cho Lục Minh cùng Hứa Nhiên, nói thời gian không còn sớm, Tử Lăng muốn trở về tu luyện, hai vị về sau nếu có thì giờ rảnh, có thể cho Tử Lăng truyền âm, hoặc là đến giao trì tiên cung làm khách. Lục Minh cùng Hứa Nhiên tiếp nhận ngọc bài. Nhất định, kia Lục Minh liền cáo từ. Lục Minh liền ôm quyền, sau đó rời đi đình đài. Hứa Nhiên cũng ly khai đình đài, hơi có chút lưu luyến không rời. Làm sao, động lòng. Lục Minh mỉm cười nói. Ai, như Tử Lăng cô nương dạng này thiên phú, lại làm sao sẽ để ý ta đây, hộ đạo giả cạnh tranh, không phải chỉ có những người này, nếu như là Lục Minh ngươi, ngược lại là có khả năng. Hứa Nhiên giận dữ nói. Muốn trở thành hộ đạo giả, đương nhiên không có khả năng như thế đơn giản, đạp vào một tòa đình đài là được rồi, hôm nay, chỉ là giao chỉ thánh nữ xuất thế, xem như kết giao một chút bằng hữu mà thôi. Tương lai, còn cần quá nhiều ở chung, hơn nữa mặt khác thiên kiêu, cũng còn có thể cạnh tranh, cuối cùng thắng được mỹ nhân phương tâm, mới có thể chân chính trở thành giao chỉ thánh nữ hộ đạo giả. Ta là không khả năng. Lục Minh cười một tiếng.
Hắn tới đây, càng nhiều là hướng thánh địa thế lực cầu viện, cũng không phải đến tán gái. Làm chín tòa người trong đình đài đều rời đi sau, không gian lại nổi lên gợn sóng, sau đó chín tòa đình đài, giao trì tiên cung, đều biến mất ở trong hư không. Tiểu thế giới sao? Lục Minh nói nhỏ. Đế cấp cường giả, thánh tâm có thể ngưng luyện ra một cái tiểu thế giới, như chân thực thế giới một dạng. Giao trì tiên cung, chỉ sợ đế cấp cường giả đều không ít, có tiểu thế giới, quá bình thường. Kỳ thật, rất nhiều đế cấp thế lực, nhìn bề ngoài đến sơn môn, đều không phải chân chính hạch tâm, chính là đế cấp cường giả tiểu thế giới. Kia tuyệt đối so Sơn Hà Đồ càng thêm kỳ diệu rộng lớn, dù sao, Sơn Hà Đồ chỉ là đế cấp cường giả luyện chế ra đến bảo vật mà thôi. Tiểu tử, dừng lại. Ngay ở hai người muốn ly khai thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, hai đạo kim quang lóe lên, Lục Minh phía trước, liền nhiều ra hai đạo thân ảnh. Kim Ô Thập Thái Tử cùng Kim Ô Cửu Thái Tử. Tiểu tử, dám vũ nhục ta Kim Ô nhất tộc, thực sự là tự tìm cái chết, hiện tại lập tức quỳ xuống xin lỗi. Kim Ô Cửu Thái Tử lạnh lùng mở miệng, người khoác kim bào, toàn thân tràn ngập kim sắc đại nhật chi hỏa, đốt không gian đều trận trận vặn vẹo. Đánh nhỏ, đến một đầu lớn, không biết đánh lớn, có thể hay không mang đến láo. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, khinh miệt nói. Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ta cửu ca đối thủ. Kim Ô Thập Thái Tử kêu gào, Kim Ô nhất tộc, vốn liền kiêu ngạo, huống chi là Kim Ô nhất tộc Thái Tử. Mà Kim Ô Thập Thái Tử, ở bách tộc chiến trường, liền nhiều lần ở trong tay Lục Minh ăn quả đắng, bây giờ phá nhập thánh cảnh, đồng dạng gặp phải Lục Minh nghiền ép, hắn đối Lục Minh sát tâm rất nặng. Bất quá Lục Minh chiến lược tuy mạnh, nhưng hắn không cho rằng Lục Minh có thể cùng hắn cửu ca đối kháng. Kim Ô Cửu Thái Tử, thế nhưng là đi đến Minh Thánh đỉnh phong, hơn nữa thần thông chi thuật hỏa hầu 10 phần cao thâm, chiến lược so với hắn không biết cường đại bao nhiêu, tin tưởng có thể tùy tiện chấn áp Lục Minh. Một đầu bệnh chim mà thôi, lật tay có thể chấn áp. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, tiểu tử, ngươi cuồng vọng a, ta ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi có hay không cái này cuồng vọng vốn liếng. Kim Ô Cửu Thái Tử trong ánh mắt, hàn quang lấp lóe, trên người hắn đại nhật chi hỏa cháy hừng hực, như thái dương con trai, cường đại khí tức, hướng về Lục Minh ép đi, nhưng Lục Minh lại như xuân phong phật diện, một điểm cảm giác cũng không có. Nơi này động tĩnh, dẫn tới bốn phía những người khác nhao nhao ghé mắt, hướng bên này nhìn tới. Đánh nhỏ, liền đến lớn, Kim Ô nhất tộc thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, thanh âm thanh thúy, rõ ràng là một cái nữ tử thanh âm. Kim Ô Cửu Thái Tử cùng Kim Ô Thập Thái Tử sắc mặt âm trầm xuống, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Hai cái nữ tử, đạp không mà đến. Trong đó một cái nữ tử, người mặc phượng hoàng nghê thường, dáng người thướt tha, xinh đẹp vô phương nhận biết. Hoàng Linh. Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn đang chuẩn bị đi tìm Hoàng Linh, không nghĩ đến ở đây đụng phải. Hoàng Linh bên người một cái nữ tử, một thân lục sắc váy dài, mặt tròn, da thịt như ngọc, cũng đẹp vô cùng, không thể so với Hoàng Linh kém bao nhiêu. Hai cái nữ tử đạp không mà đến, như tiên nữ hạ phàm, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hai cái này nữ tử là ai, như thế mỹ lệ, đặc biệt là một cái kia xuyên phượng hoàng nghê thường nữ tử, đơn giản so giao chỉ thánh nữ còn muốn đẹp. Đó là đương nhiên, nàng thế nhưng là phượng hoàng cung đệ nhất mỹ nữ Hoàng Linh, tự nhiên xinh đẹp. Mặt khác kia nữ tử, cũng không kém bao nhiêu, chính là Thanh Tuyết Các Thiên Kiêu, Mộ Tình Tuyết. Bốn phía, truyền ra từng đạo nghị luận âm thanh. Hoàng Linh cùng Mộ Tình Tuyết, đi tới Lục Minh bên cạnh. Nhìn cái gì nhìn, còn trường lớn như vậy con mắt, muốn ăn ta à, có bản sự đến à. Mộ Tình Tuyết mắt to con ngươi chừng một cái Kim Ô Cửu Thái Tử cùng Thập Thái Tử, dịu dàng nói. Vừa mới thanh âm, chính là Mộ Tình Tuyết phát ra. Hoàng Linh, Mộ Tình Tuyết, chẳng lẽ hai người các ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng. Kim Ô Cửu Thái Tử thanh âm âm lãnh. Lục Minh chính là ta bằng hữu, cái gì gọi là xen vào việc của người khác, ngươi muốn đối với hắn động thủ, ta tự nhiên muốn quản một chút. Hoàng Linh khẽ mỉm cười nói. Kim Ô Cửu Thái Tử ánh mắt, lộ ra một tia ngưng trọng. Hoàng Linh tu vi mặc dù so sánh hắn yếu, chỉ là Minh Thánh Đại Thành, nhưng Hoàng Linh thể chất cực kỳ đáng sợ, thật muốn một trận chiến, hắn không có nắm chắc. Huống chi, Mộ Tình Tuyết chiến lực, liền hoàn toàn không kém gì hắn, nếu là động thủ, hắn hơn phân nửa phải ăn thiệt thòi. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, bất quá ngươi không có khả năng nhiều lần đều có vận khí tốt như vậy, thập đệ, chúng ta đi. Kim Ô Thập Thái Tử lưu lại một câu, cùng Kim Ô Thập Thái Tử hóa thành hai đạo kim quang, rời đi nơi này.
Vận khí tốt. Lục Minh cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Kim Ô Cửu Thái Tử hai người đi rồi, Hoàng Linh hướng về Lục Minh nhìn tới, nháy mấy lần con mắt, cười nói, mỹ nữ uy lực thật đúng là lớn, nhìn đến Lục Minh ngươi cũng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, khổ sở giao chỉ thánh nữ mị lực đây. Hiển nhiên, Lục Minh vừa mới đạp vào cái thứ 9 đình đài, cùng giao chỉ thánh nữ nâng cốc ngôn hoan, đều rơi vào Hoàng Linh trong mắt. Lục Minh xấu hổ cười một tiếng, nói các ngươi không nên hiểu lầm, ta là bồi Hứa Nhiên đến, vừa vặn ra tay giúp Hứa Nhiên một thanh. Có đúng không? Hoàng Linh hé miệng cười một tiếng. Ngươi liền là Lục Minh. Mộ Tình Tuyết trừng mắt to con ngươi, từ trên xuống dưới dò xét Lục Minh, sau đó lại tới một câu ân, dài không sai, chiến lược tu vi cũng không tệ, khó trách Hoàng Linh đối ngươi mong nhớ ngày đêm, lúc nào cũng nhắc tới. Tình Tuyết, ngươi không muốn nói bậy, ta chỗ nào có. Hoàng Linh mặt cười tức khắc đỏ bừng, hung hăng, trừng Mộ Tình Tuyết vài lần. À, không có sao, khả năng này là ta nhớ lộn. Mộ Tình Tuyết lộ ra vẻ giảo hoạt, sau đó yêu kiều cười không thôi. Hoàng Linh mặt càng đỏ hơn, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi, Lục Minh, ngươi làm sao đột nhiên đến Cổ Nguyệt Thánh Địa? Đương nhiên là muốn chúng ta Hoàng Linh đại mỹ nữ, lại nhìn ngươi chứ. Một bên, Mộ Tình Tuyết lại chen vào nói. Mộ Tình Tuyết rất rõ ràng yêu thích nói đùa, nhưng Hoàng Linh mặt cùng cổ, đều muốn xấu hổ đỏ rực. Lục Minh cười một tiếng, nói, Hoàng Linh đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy, ta tự nhiên nghĩ sớm một chút tới nhìn xem, bất quá ta một lần này đến, lại là có mặt khác đại sự. À, chuyện gì? Hoàng Linh hỏi. Liên quan tới Tà Linh giáo, Thương Châu bị Tà Linh giáo chiếm cứ, không chỉ có là Thương Châu, còn có Vân Châu cùng Đế Châu, ta một lần này đến, là muốn hướng Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực cầu viện. Lục Minh nói, Tà Linh giáo. Hoàng Linh cùng Mộ Tình Tuyết, sắc mặt đồng thời biến đổi. Lục Minh, tới trước Phượng Hoàng Cung đi ngồi một chút đi, chúng ta vừa đi một bên nói. Hoàng Linh nói. Lục Minh gật gật đầu, lúc này bốn người hướng về Phượng Hoàng Cung mà đi. Trên đường, Lục Minh đem Thương Châu phát sinh sự tình, đơn giản nói một lần. Hoàng Linh, không biết Phượng Hoàng Cung có thể hay không phái ra cường giả, tiến về tiêu diệt Tà Linh giáo. Cuối cùng, Lục Minh hỏi. Hoàng Linh cau mày, nói Lục Minh, dựa theo ngươi nói, Tà Linh giáo cùng đế thị hợp tác, nhất cử đánh chết Vân Đế, thực lực chỉ sợ phi thường cường đại, tối thiểu có hai cái đế cấp cường giả trở lên, Phượng Hoàng Cung nếu là muốn phái người, tối thiểu cũng phải phái ra 4-5 đế cấp cường giả, bậc này cường giả điều động, ta căn bản không có cái này quyền lực. Lục Minh gật gật đầu, cái này hắn tự nhiên minh bạch. Đế cấp cường giả, cao cao tại thượng, có thể xưng bá một phương, há lại Hoàng Linh chỉ là một cái thánh nữ có thể điều khiển. Ở Phượng Hoàng Cung, có cái này quyền lực, chỉ có cung chủ nàng lão nhân gia. Hoàng Linh lại nói, làm sao mới có thể nhìn thấy Phượng Hoàng Cung cung chủ? Lục Minh hỏi, cung chủ nàng lão nhân gia, tu vi cao thâm, hàng năm bế quan, coi như mặt khác đế cấp cường giả, đều rất khó nhìn thấy, chớ nói chi là ta đã thấy nàng lão nhân gia số lần, cộng lại đều không đủ 3 lần. Hoàng Linh giải thích nói, cấp độ kia đế cấp nhân vật, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, xác thực khó có thể nhìn thấy. Lục Minh trong lòng thở dài một hơi, hắn đã sớm đoán được, muốn hướng thánh địa đại thế lực cầu viện, không có dễ dàng như vậy. Chủ yếu hay là thực lực thấp, muốn nhìn thấy những cái kia đế cấp cường giả, quá khó khăn, trừ phi đối phương chủ động tới gặp ngươi. Ta ngược lại có một cái biện pháp, có thể để ngươi nhìn thấy Phượng Hoàng Cung cung chủ nàng lão nhân gia. Lúc này, Mộ Tình Tuyết mở miệng nói. Biện pháp gì? Lục Minh con mắt sáng lên. Tiếp qua một tháng, Phượng Hoàng Cung một chút thánh nữ, thánh tử, muốn tiến vào một cái Phượng Hoàng xào huyệt, tranh đoạt một loại bảo vật. Nếu là ngươi khả năng giúp đỡ Hoàng Linh lấy được món bảo vật kia, nói không chừng Phượng Hoàng Cung cung chủ sẽ triệu kiến ngươi. Mộ Tình Tuyết nói. Phượng Hoàng xào huyệt. Lục Minh tràn đầy nghi hoặc. Không sai, Lục Minh, ở một tháng sau, Phượng Hoàng Cung chư vị thánh tử, thánh nữ, sẽ tiến vào một cái cũng đã hủy diệt Phượng Hoàng xào huyệt, tìm kiếm một đoạn ngô đồng chi tâm, mỗi cái thánh nữ thánh tử, đều có thể mời mấy cái bằng hữu tương trợ, ta lúc đầu cũng muốn tìm ngươi hỗ trợ đây. Nếu là thật sự có thể thành công, có lẽ thật có thể nhìn thấy cung chủ nàng lão nhân gia. Hoàng Linh giải thích nói. Ngươi ta bằng hữu, coi như không có chuyện này, ta cũng khẳng định giúp, chỉ là Cổ Nguyệt Thánh Địa thiên kiêu đông đảo, ta cái này tu vi, chỉ sợ cũng rất khó giúp một tay à. Lục Minh nói. Sẽ không, bởi vì một lần này tiến vào, chỉ cho phép Minh Thánh cảnh tu vi. Hoàng Linh nói. Một nhóm bốn người, vừa đi một bên nói, Hoàng Linh cũng đem chuyện lần này, cặn kẽ nói một lần.
Nguyên lai, ở không lâu trước đó, Phượng Hoàng Cung phát hiện một cái Phượng Hoàng xào huyệt, đáng tiếc, cái này Phượng Hoàng xào huyệt đã sớm hủy diệt, Phượng Hoàng xào huyệt bên trong Phượng Hoàng, cũng đã sớm chết mất. Phượng Hoàng Cung cường giả, tiến vào Phượng Hoàng xào huyệt dò xét, lại bị Phượng Hoàng Tổ Thần Luân Phượng Hoàng Anh Linh vây giết, trọng thương chạy ra. Đi qua nhiều lần thăm dò, Phượng Hoàng Cung nghiên cứu ra, cái này Phượng Hoàng xào huyệt bên trong, có rất nhiều Phượng Hoàng chết rồi Anh Linh, những cái này Anh Linh, bình thường ẩn núp, nếu là có ngoại lai giả tiến vào, liền sẽ quần công. Càng là cường đại tồn tại đi vào, liền sẽ kinh động càng mạnh Anh Linh, ngay cả Phượng Hoàng Cung đế cấp cường giả đi vào, đều trọng thương mà lùi. Mà càng là tu vi thấp đi vào, ngược lại sẽ không kinh động những cái kia cường đại Anh Linh, nhiều nhất kinh động một chút tu vi thấp Anh Linh. Phượng Hoàng Cung cường giả còn phát hiện, ở trong Phượng Hoàng xào huyệt, có một gốc ngô đồng cổ thụ, ngưng kết ra ngô đồng chi tâm, đây đối với Phượng Hoàng Cung tới nói, là bảo vật vô giá. Nên, Phượng Hoàng Cung quyết định, ở một tháng sau, điều động Phượng Hoàng Cung minh thánh cảnh thánh tử, thánh nữ, tiến vào Phượng Hoàng xào huyệt, đi lấy kia ngô đồng chi tâm, mỗi người, có thể mời ba cái Phượng Hoàng Cung bên ngoài bằng hữu tương trợ. Kỳ thật, đây coi như là đối nhóm này thánh tử thánh nữ khảo nghiệm, nếu người nào có thể lấy được ngô đồng chi tâm, liền sẽ càng thêm lấy được Phượng Hoàng Cung coi trọng, địa vị liền sẽ ở cái khác thánh tử thánh nữ phía trên. Bốn người vừa đi vừa nói, không lâu sau đó, một tòa hùng vĩ sơn phong xuất hiện ở trước mắt, tòa sơn phong này, như một đầu dương cánh bay múa Phượng Hoàng, sinh động như thật. Ở trên sơn phong, tu kiến có rất nhiều cung điện, nơi này, liền là Phượng Hoàng Cung. Lục Minh phát hiện, nơi này tu luyện hoàn cảnh, so địa phương khác càng tốt. Lục Minh, Hứa Nhiên, sau này, các ngươi liền ngộ ở Phượng Hoàng Cung, như thế nào? Hoàng Linh nói, cầu không được. Lục Minh cười nói, ở chỗ này, so ở khách sạn, không biết mạnh bao nhiêu. Hứa Nhiên tự nhiên liên tục gật đầu. Một nhóm bốn người bay vào Phượng Hoàng Cung, Hoàng Linh vì Lục Minh an bài trụ sở, sau đó mang theo Lục Minh bọn họ, du lãm một cái Phượng Hoàng Cung. Du lãm một vòng sau, đám người đi tới Lục Minh bọn họ trụ sở, đó là một tòa biệt viện. Lục Minh, liên quan tới Tà Linh giáo một chuyện, ta sẽ tận lực báo cáo, nhìn có thể hay không nhìn thấy cung chủ nàng lão nhân ra, các ngươi liền ở chỗ này, nếu có sự tình, tùy thời có thể liên hệ ta. Hoàng Linh nói, tốt, Lục Minh gật gật đầu. Hoàng Linh cùng Mộ Tình Tuyết đi rồi, Lục Minh cùng Hứa Nhiên phân biệt đi vào phòng ở, riêng phần mình tu luyện. Thời gian thấm thoát, một tháng thời gian, trong nháy mắt liền qua. Lục Minh khổ tu hỗn độn kiếp chỉ, bây giờ cũng đã đi đến một thành tám hỏa hầu, uy lực lần thứ hai tăng lên mấy phần. Phượng Hoàng Cung, một tòa biệt viện, hội tụ ba người. Chính là Hoàng Linh, Lục Minh, Mộ Tình Tuyết. Lục Minh lúc này mới biết, Mộ Tình Tuyết, cũng là Hoàng Linh mời giúp bận bịu người một trong. Tần Ngật kia ra hỏa, thật đúng là chậm, đến hiện tại còn chưa tới. Mộ Tình Tuyết hừ hừ nói. Mỗi một cái thánh tử thánh nữ, có thể mời ba cái bằng hữu tương trợ. Hiện tại Lục Minh cùng Mộ Tình Tuyết đến, còn kém một người. Dù sao thời gian còn có, chờ một chút đi. Hoàng Linh nói. Lúc này, Lục Minh ánh mắt hướng lên thiên không nhìn lại. Một cái thanh niên nam tử, đạp không mà đến. Người này một thân bạch bào, dài có chút anh tuấn, đạp không mà xuống, cười nói, Hoàng Linh, không có ý tứ, tới chậm. Ngươi còn tưởng rằng ngươi không tới chứ? Mộ Tình Tuyết u lãnh nói, tựa hồ đối người này không thế nào cảm mạo. Mộ Tình Tuyết thái độ, cũng không nhường thanh niên tức giận, trên mặt vẫn như cú treo tiếu dung, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh, nói, Hoàng Linh, vị này là... Hắn là Lục Minh, hắn gọi Tần Ngật. Hoàng Linh giới thiệu nói, nguyên lai là Lục Huynh. Tần Ngật liền ôm quyền. Tần Huynh, Lục Minh cũng liền ôm quyền, nhưng hắn có một loại cảm giác này Tần Ngật cười rất giả dối. Tần Ngật đánh giá Lục Minh mấy lần. Nói, Lục Huynh thoạt nhìn rất lạ mặt, chẳng lẽ không phải Cổ Nguyệt Thánh Địa người? Không phải, ta đến từ Thương Châu. Lục Minh nói, Thương Châu. Tần Ngật khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một tia vẻ khinh miệt, mặc dù rất nhanh liền ẩn tàng, nhưng vẫn như cũng bị Lục Minh xem ở trong mắt. Không biết Lục Huynh hiện tại tu vi là cảnh giới gì? Tần Ngật lại hỏi, Lục Minh thi triển huyễn tức thuật, che giấu tự thân tu vi khí tức, cho nên Tần Ngật nhìn không ra. Uy, Tần Ngật, ngươi hỏi cũng quá nhiều a. Lục Minh là tu vi gì, làm gì muốn nói cho ngươi? Mộ Tình Tuyết khó chịu nói. Tình Tuyết lời ấy sai rồi, tất nhiên chúng ta là một cái đội ngũ, muốn cùng một chỗ tiến vào Phượng Hoàng xào huyệt, giúp Hoàng Linh hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên muốn đối với những người khác tu vi hiểu rõ, dạng này mới thật xứng hợp, không phải sao?
Tần Ngận mỉm cười nói, rằng tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng Mộ Tình Tuyết không lời nào để nói. Tu vi mà thôi, không có cái gì tốt giấu giếm, ta tu vi là Minh Thánh Tiểu Thành. Lục Minh nói, Minh Thánh Tiểu Thành. Tần Ngận một lần này vẻ khinh miệt biểu hiện càng đậm, nói, Minh Thánh Tiểu Thành, nói lời nói thật, có chút không đủ a. Hoàng Linh, ngươi nếu là tìm không đến bằng hữu, ta có thể vì ngươi giới thiệu mấy cái, chỉ cũng là Minh Thánh Đại Thành tu vi. Mặc dù Tần Ngật trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, nhưng khinh miệt ý cũng đã rất rõ ràng. Hoàng Linh lông mày cũng nhíu lại, lộ ra một tia không thích, nói, không cần, ta tin tưởng Lục Minh chiến lực, không thể so với Minh Thánh Đại Thành yếu, nhất định có thể giúp đỡ. A, có đúng không? Tần Ngật nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh, không có lại nhiều lời. Tốt, thời gian không sớm, chúng ta lên đường đi. Hoàng Linh nói. Lúc này, bốn người đằng không mà lên, không lâu đi tới một ngọn núi phía trên. Sơn phong phía trên, đã có không ít người, Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện có 24 người, mỗi bốn người một tổ, tụ cùng một chỗ, phân làm 6 tổ. Rất hiển nhiên, là Phượng Hoàng cung mặt khác thánh tử thánh nữ, còn có bọn họ mời bằng hữu. Tăng thêm Hoàng Linh bọn họ, hết thảy 7 tổ. Lục Minh bọn họ vừa đến, thì có từng đạo lạnh lùng ánh mắt, nhìn về phía bọn họ. Ân, Kim Ô Cửu Thái Tử. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền nhìn đến Kim Ô Cửu Thái Tử ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắn. Mặt khác, Lục Minh còn phát hiện không ít người quen. Như Vạn Gia Vạn Thiên Long, còn có cái kia Đại Hoang Kiếm Tông Thiên Kiêu. Có 4-5 người, đều là một tháng trước, đạp vào giao chỉ thánh nữ đỉnh đài Thiên Kiêu, không nghĩ đến, đều bị Phượng Hoàng cung thánh tử thánh nữ mời tới. 7 tổ, hết thảy 28 người, hai bên dò xét, đều lộ ra chiến ý, bầu không khí lộ ra ngưng trọng. Hoàng Linh, một lần này chiếm lấy Ngô Đồng chi tâm, nhất định là ta, ngươi chính là từ bỏ đi. Một cái thanh niên nhìn về phía Hoàng Linh, lạnh lùng mở miệng, tràn ngập cường đại lòng tự tin. Hắn người mặc Phượng Hoàng trường bào, anh tuấn lại tràn ngập quý khí. Buồn cười, Ngô Đồng chi tâm, nhất định là ta. Một bên, truyền đến một đạo thanh âm, đến từ một cái nữ tử. Hoàng Linh sắc mặt bình tĩnh, không có nói. Kia nam, gọi là Hoàng Không, kia nữ tử, gọi là Hoàng Băng, hai người bọn họ là một nhóm này thánh tử thánh nữ, tu vi cao nhất, bất quá bọn họ thiên phú, lại so không qua Hoàng Linh, nên khắp nơi cùng Hoàng Linh đối đầu, muốn vượt lên Hoàng Linh. Mộ Tình Tuyết cho Lục Minh truyền âm. Lục Minh gật gật đầu, Hoàng Linh chính là bất tử thiên hoàng thể, linh thể có thể không ngừng niết bàn tiến hóa, ban đầu ở bách tộc chiến trường, liền đã tiến hóa đến trung đẳng thiên linh thể, há lại bình thường thiên kiêu có thể so sánh. Lục Minh đánh giá một cái, Hoàng Không cùng Hoàng Băng mời giúp đỡ, đều mạnh phi thường, khí tức hùng hậu, khó có thể ước đoán. Như Kim Ô Cửu Thái Tử, ngay ở Hoàng Băng bên cạnh, mà Vạn Thiên Long, đứng ở Hoàng Không bên cạnh. Vù, vù, vù. Lúc này, bên trên bầu trời, phá không vang lên, có 3 cái lão giả, phá không mà đến. Bái kiến trưởng lão. Hoàng Linh, còn có Phượng Hoàng cung mặt khác thánh nữ thánh tử khom người hành lễ. Miễn lễ a. Cầm đầu một cái lão giả vung tay lên nói. Người đã đến đủ, hiện tại, cùng chúng ta đến. Cầm đầu lão giả nói xong, đằng không mà lên, những người khác cùng lên, không lâu bọn họ đi tới một đầu sơn cốc bên trong, có một cái đen kịt vòng xoáy sau đó, chính là Phượng Hoàng xào huyệt. Đi vào đi, cầm đầu lão giả nói. Đi, Hoàng Không đầu tiên lên tiếng, mang theo 3 cái giúp đỡ, vọt vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Hoàng Băng, còn có những người khác nhao nhao xông vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi vào đi. Hoàng Linh nói, đi đầu vọt vào huyền vũ, Lục Minh mấy người theo sát phía sau. Xông lên vào vòng xoáy, một khắc sau, bọn họ liền xuất hiện ở một chỗ sơn phong phía trên, nâng mắt nhìn đi, phía trước giữa thiên địa, tràn đầy nồng đậm hắc sắc vũ khí, trở ngại ánh mắt. Những người khác, đều ở cách đó không xa hiện thân. Vù, vù. Tiếp theo, Hoàng Không đám người, nhao nhao bay tới đằng trước, chui vào đến nồng đậm hắc sắc vũ khí. Căn cứ Phượng Hoàng cung cường giả dò xét, Ngô Đồng cổ mộc, ở nơi này Phượng Hoàng xào chỗ sâu. Hoàng Linh nói. Sau đó, bốn người cũng bay tới đằng trước. Bay vào vũ khí, phát hiện vũ khí thật quá đậm, tầm nhìn không cao, bắt đầu thời điểm, còn có thể nhìn thấy mặt khác thánh tử thánh nữ thân ảnh, đến đằng sau, những cái kia thân ảnh, hoàn toàn biến mất. Không biết bay bao lâu, bọn họ rốt cục bay ra vũ khí bao phủ khu vực, ánh mắt trống trải, bất quá, lại không có nhìn thấy mặt khác thánh tử thánh nữ cùng bọn họ giúp đỡ thân ảnh.
Hiển nhiên, ở trong vũ khí phi hành, đám người phương hướng đều có chút sai lầm, lúc này đã sớm tách ra. Cái này địa phương, giống như trải qua đáng sợ đại chiến. Mộ Tình Tuyết kinh nghi lên tiếng. Dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy từng tòa sơn phong, nhưng đại bộ phận sơn phong đều sụp đổ, có chút giống như bị kiếm chặt đứt, có chút giống như bị là một trường vỗ nát. Thậm chí, bọn họ trên mặt đất thấy được to lớn trường ấn cùng quyền ấn. Cái này Phượng Hoàng Sào Huyệt, hẳn là một cái tiểu thế giới, lại không biết rõ bao xa đi qua, phát sinh kinh khủng đại chiến, nơi này Phượng Hoàng, cơ hồ bị tàn sát không còn, tiếp xuống, chúng ta muốn cẩn thận, chỉ sợ sẽ có Phượng Hoàng Anh Linh hiện thân, công kích chúng ta. Hoàng Linh nói, bốn người thu liếm khí tức, bay về phía trước. Còn không có bay ra bao xa, đột nhiên, một đạo Phượng Hoàng kêu to vang lên, vang vọng đất trời, tiếp theo, một đầu Phượng Hoàng, từ dưới mặt đất vọt ra. Này Phượng Hoàng, thoạt nhìn cũng không phải là thực thể, mà là một đạo hắc sắc hư ảnh, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ oán độc, hướng về bốn người tấn công mà đến. Mộ Tình Tuyết một tiếng khẽ kêu, một trường vỗ ra, có kinh khủng hàn chiều xông ra, đem này Phượng Hoàng hư ảnh kích bay ra ngoài. Nhưng này Phượng Hoàng hư ảnh lại là một tiếng hét lớn, hướng về Mộ Tình Tuyết phóng đi. Hàn chiều kiếm, chạm. Mộ Tình Tuyết khẽ kêu, bàn tay hơi nắm, có đáng sợ hàn chiều xuất hiện, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, chém một cái mà ra, đem cái kia Phượng Hoàng Anh Linh trẻ thành hai nửa, hóa thành từng sợi khói đen, xông vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Thần thông chi thuật. Lục Minh trong lòng khẽ động. Mộ Tình Tuyết thi triển, chính là thần thông chi thuật, Mộ Tình Tuyết tu vi cũng rất cao, đạt đến minh thánh đỉnh phong, thần thông chi thuật hỏa hầu cao thâm, chiến lực cường đại, khó trách lúc trước Kim Ô Cửu Thái Tử có chút kiêng kỵ, trực tiếp ly khai. Diệt đi một đầu Phượng Hoàng Anh Linh, bốn người tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước phóng đi. Nhưng không có xông ra bao lâu, lại có Phượng Hoàng kêu to vang lên, một lần này, có mấy chỉ Phượng Hoàng Anh Linh xuất hiện, hướng về bốn người đánh tới. Tu vi yếu, dựa vào sau đứng, chớ cản trở sự tình. Tần Ngật lạnh lùng quét Lục Minh một cái, sau đó dậm chân mà ra, hướng về những cái kia Phượng Hoàng Anh Linh đánh tới. Tần Ngật chiến lực, mảy may không kém gì Mộ Tình Tuyết, khó trách như vậy tự ngạo. Lục Minh cười nhạt một tiếng, tất nhiên không muốn hắn xuất thủ, hắn liền lười nhác xuất thủ, đứng ở Hoàng Linh bên cạnh. Mộ Tình Tuyết cùng Tần Ngật liên thủ, rất nhanh liền đem mấy con Phượng Hoàng Anh Linh kích diệt, bốn người tiếp tục tiến lên, nhưng tiếp xuống, càng ngày càng nhiều Phượng Hoàng Anh Linh xuất hiện. Mộ Tình Tuyết cùng Tần Ngật ứng phó, cũng càng ngày càng cố hết sức. Hừ, Hoàng Linh cũng thực sự là, mời đến một cái phế vật, bằng không thì thêm ra một cái cao thủ, chúng ta cũng phải nhẹ nhõm một chút. Nhìn xem càng ngày càng nhiều Phượng Hoàng Anh Linh, Tần Ngật sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, bắt đầu không che giấu hắn ý nghĩ, mở miệng châm chọc. Nhưng lúc này, một đầu to lớn Phượng Hoàng Anh Linh xuất hiện, một cái này Phượng Hoàng Anh Linh, hình thể phá lệ to lớn, so mặt khác Phượng Hoàng Anh Linh phải lớn gấp bội, khí tức cực kỳ hùng hậu đáng sợ. Nó kêu to một tiếng, hướng về Tần Ngật đánh tới. Tần Ngật bộc phát toàn lực, một trường oanh ra, một đầu to lớn trường ấn, hướng về Phượng Hoàng Anh Linh đánh tới. Nhưng Phượng Hoàng Anh Linh lợi chảo vô song, một chảo vồ xuống, liền tan vỡ Tần Ngật trường ấn, vũ rực như đao, chém về phía Tần Ngật. Tần Ngật sắc mặt đại biến, xuất ra một kiện thánh binh ngăn cản, nhưng cả người, trực tiếp bị kích bay ra ngoài, sắc mặt có chút trắng bệch, kém chút thổ huyết. Này Phượng Hoàng Anh Linh quá mạnh, không thể địch lại, chúng ta trước rời đi nơi này, đi theo đường vòng. Tần Ngật đề nghị, đường vòng, theo ta thấy, nơi này khắp nơi đều có dạng này cường đại Phượng Hoàng Anh Linh. Nếu là nơi này không xông qua được, địa phương khác cũng là một dạng. Lục Minh mở miệng. Im miệng, ngươi cái này phế vật có tư cách gì nói chuyện, chúng ta đại chiến, ngươi đang làm cái gì? Tần Ngật quát lạnh. Lúc này, cái kia cường đại Phượng Hoàng Anh Linh, lại hướng về Tần Ngật tấn công mà đi, Tần Ngật sắc mặt đại biến, thế mà xoay người chạy, kêu lên, nghe ta, đường vòng, chúng ta liên thủ, đều không phải đối thủ của hắn. Tần Ngật tốc độ rất nhanh, hắn vừa chạy, cái kia to lớn Phượng Hoàng Anh Linh, liền hướng Hoàng Linh cùng Lục Minh tấn công mà đến. Hoàng Linh, cẩn thận. Mộ Tình Tuyết kêu lên, nghĩ xông lại cứu viện, đã chậm. Hoàng Linh trên mặt lộ ra ngưng trọng, trên người tràn ngập ra nồng đậm bất tử hỏa, hình thành một đầu liệt diễm Phượng Hoàng. Hoàng Linh sẽ không lui, nàng ý nghĩ, cùng Lục Minh một dạng, nơi này, khắp nơi đều có Phượng Hoàng Anh Linh, địa phương khác, nói không chừng có mạnh hơn, chỉ có tiến lên. Nếu là nơi này đều không xông qua được, lại đem cái gì cùng mặt khác thánh tử thánh nữ cạnh tranh? Ta tới. Lúc này, Lục Minh mở miệng, dậm chân mà ra, một cỗ cường đại khí tức,
Từ Lục Minh trên người vọt lên, tiếp theo, bàn tay như đao, chém một cái mà ra, hướng về Phượng Hoàng Anh Linh lợi chảo chém đi. Minh Thánh Tiểu Thành, cũng muốn đối cứng này Phượng Hoàng Anh Linh, thực sự là không biết cái gọi là, tự tìm cái chết. Nơi xa, Tần Ngật cười lạnh. Nhưng một khắc sau, hắn tiếu dung liền biến mất. Đụng. Lục Minh bàn tay, cùng Phượng Hoàng Anh Linh lợi chảo đụng vào nhau, nhưng kết quả lại là, Phượng Hoàng Anh Linh thân thể, bị kích bay ra ngoài. Sau đó, Lục Minh dậm chân mà ra, bàn tay phía trên, một tôn to lớn hỗn độn phiên thiên ấn ngưng tụ mà ra, lớn như sơn nhạc, hướng về Phượng Hoàng Anh Linh chấn áp tới. Hỗn độn phiên thiên ấn, mặc dù chỉ là lĩnh vực võ kỹ, nhưng ở Lục Minh hiện tại tu vi thi triển ra, uy năng vẫn như cú kinh khủng vô cùng. Oanh! Hỗn độn phiên thiên ấn chấn áp ở Phượng Hoàng Anh Linh trên người, Phượng Hoàng Anh Linh thân thể chấn động, không ngừng phát ra kêu to. Lục Minh hai tay liên tục, không ngừng có hỗn độn phiên thiên ấn ngưng tụ mà ra, hướng về Phượng Hoàng Anh Linh đánh tới. Liên tục 5-6 lần oanh kích, kia Phượng Hoàng Anh Linh rốt cục tiếp nhận không được, đụng một tiếng nổ tung đến, hóa thành khói đen tiêu tán. Nơi xa, Tần Ngật biểu lộ cứng lại rồi, sau đó biến cực kỳ âm trầm. Này Lục Minh, chiến lược thế mà mạnh như vậy, Minh Thánh Tiểu Thành mà thôi, thế mà có thể chấn áp cái kia Phượng Hoàng Anh Linh, hắn chiến lược, chẳng phải là muốn so hắn còn mạnh hơn. Hơn nữa ở hắn nhìn đến, hắn vừa mới không địch lại cái kia Phượng Hoàng Anh Linh, hiện tại Lục Minh lại có thể đánh giết cái kia Phượng Hoàng Anh Linh, chẳng phải là lại đánh hắn mặt. Đặc biệt là ở Hoàng Linh, Mộ Tình Tuyết hai cái mỹ nữ trước mặt, này khiến trong mắt hắn lóe qua một sợi lãnh quang. Hoàng Linh, Mộ Tình Tuyết cũng có chút sững sờ. Gia hỏa này chiến lực, mạnh hơn. Hoàng Linh lẩm bẩm một câu. Vù. Lục Minh bước ra một bước, xuất hiện ở bên người Mộ Tình Tuyết, trợ giúp Mộ Tình Tuyết đối phó mặt khác Phượng Hoàng Anh Linh. Những cái này Phượng Hoàng Anh Linh yếu nhược rất nhiều, ở đâu là Lục Minh đối thủ, cơ hồ là một chiêu một cái, rất nhanh liền đem những cái này Phượng Hoàng Anh Linh thanh không. Chúng ta đi thôi. Lục Minh đối Hoàng Linh nói. Lục Minh, ngươi có ý tứ gì? Rõ ràng có mạnh như vậy chiến lực, vừa mới vì cái gì một mực không xuất thủ, là cố ý cho chúng ta ngăn cản không được mới xuất thủ, tốt cố ý khoe khoang ngươi thực lực sao? Ngươi đây là đưa người khác an nguy không để ý. Tần Ngật lại bay trở về, mặt âm trầm quát lớn. Vừa mới, không phải ngươi để cho ta không muốn xuất thủ. Hơn nữa, kia nghĩ khoe khoang người là ngươi a, ta đương nhiên muốn cho ngươi cơ hội này, đáng tiếc không nghĩ đến, ngươi là phế vật. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nói cái gì? Tần Ngật sắc mặt càng thêm âm trầm, Lục Minh lại dám nói hắn là phế vật. Chẳng lẽ không phải sao? Còn có, mượn dùng ngươi một câu, phế vật đứng ở đằng sau không muốn xuất thủ, để tránh vướng bận. Lục Minh cười lạnh nói, sau đó dậm chân hướng về phía trước mà đi. Mộ Tình Tuyết phát ra thanh thúy tiếng cười, khinh thường nhìn Tần Ngật một cái, cùng Hoàng Linh cùng một chỗ đi theo Lục Minh, hướng về phía trước mà đi. Tần Ngật song quyền gắt gao nắm cùng một chỗ, trong mắt bắn ra kinh người sát cơ. Lục Minh, lại dám nhục nhã hắn, một cái Thương Châu người mà thôi, lại dám nhục nhã hắn cái này thánh địa đại thế lực thiên kiêu, đơn giản tự tìm cái chết. Tần Ngật ánh mắt chuyển động mấy lần, sau đó cũng đi theo Lục Minh mấy người, hướng về phía trước mà đi. Tiếp theo, lại có Phượng Hoàng Anh Linh xuất hiện, nhưng có Lục Minh dẫn đầu, những cái này Hoàng Linh căn bản ngăn không được bọn họ, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Nửa giờ sau, bọn họ bay qua mấy vạn dặm lộ trình, rốt cục không có Phượng Hoàng Anh Linh xuất hiện. Không có Phượng Hoàng Anh Linh xuất hiện, bọn họ tốc độ bạo tăng, hóa thành bốn đạo lưu quang, vạch phá chân trời. Không biết phi hành bao xa cự ly, phía trước, một gốc cổ thụ chọc trời, xuất hiện ở bốn người trong tầm mắt. Kia chính là Ngô Đồng cổ mộc sao, thế mà cắm rễ ở trong hư không. Nhìn qua phía trước tham thiên đại thụ, Lục Minh trong mắt, lộ ra chấn kinh chi sắc. Gốc kia cổ mộc, quá lớn, che khuất bầu trời, phá nhập giữa không trung, không biết cao bao nhiêu, kinh người nhất là, cổ thụ chọc trời rễ cây, cư nhiên là cắm rễ ở trong hư không. Phảng phất từ hư không bên trong, dài ra một gốc cổ thụ chọc trời, cảnh tượng này, thực sự dọa người. Hoàng Linh còn tốt một chút, tựa hồ đã sớm biết rõ, Mộ Tình Tuyết cùng Tần Ngật, cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Kia chính là Ngô Đồng cổ mộc, Ngô Đồng chi tâm, ngay ở phía trên, chúng ta đi. Hoàng Linh nói, đi đầu bay tới đằng trước. Không lâu sau đó, bọn họ chậm rãi tới gần Ngô Đồng cổ mộc, càng là tới gần, càng là cảm giác Ngô Đồng cổ mộc to lớn, phảng phất có thể chống lên một cái thế giới, không biết lớn bao nhiêu. Ở Ngô Đồng cổ mộc phía dưới, có một tòa đại sơn, phi thường hùng vĩ, thẳng phá thiên tế. Sơn phong đỉnh chóp, tới gần Ngô Đồng cổ mộc gốc.
Đến nơi đây sau đó, bọn họ phát hiện, không thể bay lên trên đi, bị một cỗ cường đại lực lượng trở ngại. Chuyện gì xảy ra, không thể bay lên trên được, như thế nào phía trên Ngô Đồng Cổ Mộc? Mộ Tình Tuyết nghi ngờ nói. Một tòa kia đại sơn, thẳng tới Ngô Đồng Cổ Mộc gốc, chẳng lẽ là từ nơi ấy đi lên? Lục Minh nói. Chúng ta đi nhìn xem. Hoàng Linh nói, bốn người bay tới đằng trước. Hiu, hiu. Lúc này, mấy cái khác phương hướng, vang lên tiếng xe gió, cũng có người hướng về một tòa kia đại sơn bay đi. Hoàng Không, Hoàng Băng, Hoàng Huyên. Hoàng Linh nói nhỏ. Ngoại trừ bọn họ, còn có mặt khác ba cái thánh tử mang người đi tới nơi đây. Tứ phương người, gần như đồng thời đi tới đại sơn trước đó. Chỉ thấy, trên ngọn núi lớn, có một đầu ngọc thê, từ chân núi một mực thông hướng đỉnh núi. Ở chân núi, có một khối thạch bia, trên đó viết một hàng chữ. Muốn lên Ngô Đồng Thụ, từ thang này lên. Rất rõ ràng, muốn đạp vào Ngô Đồng Cổ Mộc, muốn từ này Ngọc Thê đi lên đỉnh núi, sau đó từ sơn đỉnh bên trên Ngô Đồng Cổ Mộc, lấy được Ngô Đồng Chi Tâm. Tứ phương người, gần như đồng thời động, xông về Ngọc Thê. Lục Minh vừa xông lên Ngọc Thê, bước chân đạp mạnh, người nhẹ như yến, cực tốc hướng sơn phong mà đi. Tần Ngật, Mộ Tình Tuyết cũng là như thế. Nhưng khi Lục Minh ánh mắt quét qua, lại phát hiện không đúng. Hoàng Linh trên người phát sáng, phảng phất nhận lấy cực lớn áp lực, đang gian nan leo về phía trước. Không chỉ có là hắn, Hoàng Không, Hoàng Băng, Hoàng Huyên ba người, cũng là như thế, trên người bọn họ phảng phất nhận lấy ước vạn quân áp lực, đi cực kỳ gian nan. Ngoại trừ bọn họ bốn người, những người khác hỗ trợ người, tựa hồ cũng phi thường nhẹ nhõm. Lúc này, những người khác cũng phát hiện này quỷ dị một màn, toàn bộ ngừng lại. Tại sao có thể như vậy? Đầu này Ngọc Thê, đối tu luyện Phượng Hoàng chi thể người tới nói, sẽ hình thành cường đại áp lực. Hoàng Không mở miệng. Này rất khả năng là xa xưa quá khứ, Phượng Hoàng nhất tộc khảo nghiệm hậu bối Phượng Hoàng sở kiến. Hoàng Linh cũng lên tiếng. Lục Minh đám người ánh mắt lóe lên, nói như vậy, nơi này chỉ là đối có Phượng Hoàng chi thể người có cường đại áp lực, đối với những người khác tới nói, cũng không có áp lực. Hoàng Băng, ta đi giúp người mang tới Ngô Đồng chi tâm. Kim Ô Cửu Thái Tử mở miệng, sau đó thân hình hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng về Ngọc Thê phía trên phóng đi. Ngô Đồng Chi Tâm, là ta. Hoàng Không bên cạnh, Vạn Thiên Long mở miệng, thân hình như điện, cũng xông tới. Sau đó, Mộ Tình Tuyết, Tần Ngật, còn có những người khác cũng tranh nhau chen lấn hướng về Ngọc Thê xông lên đi, sợ chậm một bước. Lục Minh không hề động. Hắn cảm giác, không có đơn giản như vậy. Nếu này Ngọc Thê... Thực sự là lúc trước Phượng Hoàng nhất tộc khảo nghiệm hậu bối, hắn những người khác đi lên, chỉ sợ không có ích lợi gì. Không động, không chỉ Lục Minh một người, Hoàng Băng bên người, kia Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử cũng không có động, gánh vác chiến kiếm, đứng ở bên người Hoàng Băng. Hoàng Linh, Hoàng Băng, Hoàng Không, Hoàng Huyên bốn người, đang dốc hết toàn lực, leo về phía trước. Quả nhiên, qua không lâu, Mộ Tình Tuyết, Kim Ô Cửu Thái Tử đám người, đều từ đỉnh núi xuống. Chúng ta căn bản không thể đi lên kia Ngô Đồng Cổ Mộc, có một cỗ cường đại lực lượng trở ngại chúng ta. Mộ Tình Tuyết nói, theo ta suy đoán, nơi này rất khả năng chỉ có Phượng Hoàng chi thể người, chịu qua khảo nghiệm, mới có thể leo lên Ngô Đồng Cổ Mộc, lấy được Ngô Đồng chi tâm. Lục Minh phỏng đoán, rất có thể. Mộ Tình Tuyết gật gật đầu. Những người khác, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, bảo hộ ở Hoàng Không, Hoàng Băng đám người sau lưng. Hiện tại, chỉ có dựa vào Hoàng Linh chính bọn hắn, ai có thể trước đi lên đỉnh núi, người đó liền có thể thu hoạch được Ngô Đồng chi tâm. Hoàng Linh bốn người, một bước hướng lên trên dậm chân mà đi, nhưng tốc độ rất chậm, tựa hồ càng là hướng lên trên, nhận lấy áp lực, liền càng lớn. Người ở đây nhiều lắm, theo ta thấy, vẫn là để có chút xuống dưới tương đối tốt. Kim Ô Cửu Thái Tử đôi mắt lập lòe kim quang, hướng về Hoàng Linh, Lục Minh bọn họ bên này nhìn tới. Ta cũng cảm thấy quá nhiều người. Không bằng diệt trừ một chút như thế nào. Kim Ô Cửu Thái Tử bên người, một cái khác thanh niên mở miệng. Đụng, đụng. Hai người dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh bọn họ đi tới, chỉ có kia Đại Hoang Kiếm Tông Thiên Kiêu không động. Rát. Kim Ô Cửu Thái Tử hóa thành bản thể, toàn thân tràn ngập đáng sợ đại nhật thần hỏa, vũ rực như đao, hướng về Lục Minh chém tới. Mà mặt khác một người, thì hướng về Hoàng Linh đánh tới. Chỉ cần đem Hoàng Linh đánh xuống phía dưới Ngọc Thê, thậm chí kích thương, liền có thể vì Hoàng Băng giải quyết một cái đối thủ. Hoàng Linh chính đang kiệt lực chống lại Ngọc Thê phía trên áp lực, căn bản không thể phản kháng. Lan, Mộ Tình Tuyết khẽ kêu, cùng cái kia Thiên Kiêu đại chiến, chặn lại người kia.
Mà Lục Minh thì ánh mắt lạnh lẽo, một trường bổ ra, bổ vào Kim Ô Cửu Thái Tử Vũ Dực phía trên. Làm một tiếng, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Kim Ô Cửu Thái Tử Vũ Dực, so với bình thường thánh binh còn cứng rắn hơn, nhưng Lục Minh một kích, thậm chí ngay cả thánh binh, đều có thể bổ ra. Lục Minh một kích, trực tiếp phá vỡ Kim Ô Cửu Thái Tử bao trùm ở trên Vũ Dực Đại Nhật Thần Hỏa, chấn mục thiên công đáng sợ lực lượng, hướng về Kim Ô Vũ Dực dũng mãnh lao tới. Kim Ô Cửu Thái Tử thân thể như chạm điện một dạng rung động, Vũ Dực cực tốc thu trở về. Một đầu bệnh chim, hôm nay liền lấy hết ngươi lông. Lục Minh quát lạnh, dậm chân mà ra, thi triển chấn mục thiên công, bàn tay như đao, không ngừng hướng về Kim Ô Cửu Thái Tử đánh tới. Kim Ô Cửu Thái Tử thét dài một tiếng, hai cánh điên cuồng phiến ra, hai cánh phía trên, thế mà ngưng tụ ra hai vòng thái dương, hoàn toàn do Đại Nhật Thần Hỏa biến thành, uy lực kinh người, hướng về Lục Minh đánh tới. Nhưng Lục Minh không nhìn thẳng, dậm chân mà ra, hỗn độn pháp tắc lưu chuyển, thi triển chấn mục thiên công, hai trưởng liên tục bổ ra. Đụng, đụng. Hai vòng Đại Nhật Thần Hỏa biến thành thái dương, trực tiếp nổ tung, Lục Minh vọt qua, bàn tay không ngừng bổ vào Kim Ô Cửu Thái Tử Vũ Dực phía trên. Kim Ô Cửu Thái Tử thân thể chấn động mãnh liệt, căn bản ngăn cản không được Lục Minh đáng sợ lực lượng, mấy chiêu sau đó, hắn Vũ Dực phía trên kim sắc vũ mao bay tán loạn, không ngừng bị Lục Minh đánh rơi. Hoang kiếm, ngươi còn không xuất thủ. Kim Ô Cửu Thái Tử thét dài, lửa giận trùng thiên. Hưu, một đạo có thể thấy được kiếm quang, vạch phá hư không hướng về Lục Minh chém tới. Kiếm quang thành đen nhánh, nhưng phong mang lộ ra, đáng sợ vô cùng. Đụng, Lục Minh đột nhiên dậm chân hướng về phía trước, bàn tay phá vỡ Kim Ô Cửu Thái Tử phòng ngự, chộp vào Kim Ô một chân, vung hướng lấy đạo kiếm quang kia đập tới. Kiếm quang chém xuống, huyết quang lóe lên, đầy trời đều là kim sắc vũ mao bay múa. Kim Ô Cửu Thái Tử một cái cánh kém chút bị chém xuống, cuối cùng mặc dù không có bị chém xuống, nhưng là chỉ có một nửa treo ở phía trên, vô cùng thê thảm. Lục Minh, ta tất sát ngươi. Kim Ô Cửu Thái Tử điên cuồng giống to, như một đầu muốn bị chém giết tiểu kê, ở Lục Minh trên tay bay nhảy không ngừng. Cũng không phải ta chặt ngươi, ngươi đối ta gọi dữ như vậy làm cái gì? Lục Minh nhếch miệng cười một tiếng. Một cái tay khác bắt lấy Kim Ô Cửu Thái Tử kia thụ thương cánh, dùng sức xé ra, Kim Ô Cửu Thái Tử hít vào một hơi lương khí, phát ra thê lương kêu thảm. Buông hắn ra. Kiếm minh vang lên, Đại Hoang Kiếm Tông ngày đó kêu dậm chân mà đến, ánh mắt như kiếm, đâm về Lục Minh. Ngươi động thủ đi, thế nhưng là muốn cẩn thận, không nên đem cái này bệnh chim chém mất. Lục Minh mở miệng. Cái này Đại Hoang Kiếm Tông thiên kiêu, chiến lực cực kỳ kinh người, tu vi thế mà cũng đã đạt đến minh thánh viên mãn. So Kim Ô Cửu Thái Tử đám người, mạnh hơn một mảng lớn. Khanh. Tiếng kiếm reo lên, Đại Hoang Kiếm Tông thiên kiêu phía sau chiến kiếm ra khỏi vỏ, đó là một thanh thiết kiếm hoành không, hướng về Lục Minh bạo chạm mà xuống. Lục Minh trực tiếp đem Kim Ô Cửu Thái Tử hướng hắn ném tới, Đại Hoang Kiếm Tông thiên kiêu ánh mắt ngưng tụ, thiết kiếm thu vào, mặt khác một cái tay một trường vỗ ra, hình thành một cái to lớn trường ấn, chặn lại Kim Ô Cửu Thái Tử. Hoang kiếm, giết, giết tiểu tử kia. Kim Ô Cửu Thái Tử giống to. Lui. Hoàng kiếm mà nói rất đơn giản, phun ra một chữ sau, thân hình khẽ động, về tới Hoàng Băng bên người. Lục Minh cho hắn một loại rất mạnh áp lực, đánh với Lục Minh, hắn cảm giác cũng không nắm chắc. Lục Minh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Kim Ô Cửu Thái Tử âm lãnh nhìn Lục Minh một cái, đồng dạng về tới Hoàng Băng bên người, toàn thân đắm chìm trong Đại Nhật Thần Hỏa chi hỏa, bắt đầu khôi phục thương thế. Kia cùng Mộ Tình Tuyết đại chiến thiên kiêu cũng lui trở về. Vạn Thiên Long đám thiên kiêu nhìn về phía Lục Minh tràn đầy ngưng trọng. Lục Minh chiến lực quá mạnh, thế mà có thể nghiền ép Kim Ô Cửu Thái Tử. Kim Ô Cửu Thái Tử minh thánh đỉnh phong tu vi, chính là thần thú thiên sinh trường khống Đại Nhật pháp tắc, ngưng tụ Đại Nhật thần thông, chiến lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn bọn hắn, nhưng ở Lục Minh trên tay lại bị đánh thê thảm. Tứ phương nhân mã an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi Hoàng Linh, Hoàng Băng, Hoàng Không, Hoàng Huyên bốn người quyết đấu. Bốn người trên người, tàn mát ra sáng chói quang huy, hình thành nhan sắc không đồng nhất phượng hoàng hư ảnh, kiệt lực đối kháng ngọc thê áp lực, chậm rãi leo về phía trước. Bốn người, ngay từ đầu là cùng nhau tinh tiến, nhưng không lâu sau đó, Hoàng Huyên liền rơi vào hạ phong, bị Hoàng Linh ba người siêu việt. Hoàng Huyên có chút không cam lòng, kiệt lực muốn đuổi theo, nhưng cùng phía trước ba người cự ly, càng ngày càng xa. Phía trước, Hoàng Linh, Hoàng Không, Hoàng Băng ba người, sánh vai cùng. Hoàng Không, Hoàng Băng hai người thắng ở tu vi cao thâm, hai người tu vi đều đạt đến minh thánh đỉnh phong, mà Hoàng Linh
mới đột phá Minh Thánh Đại Thành không lâu mà thôi, bất quá Hoàng Linh Linh thể đẳng cấp cao hơn, ba người mới có thể cùng nhau tinh tiến. Đụng, đụng, đụng. Ba người một bước leo về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, nọc thê đều phát ra bính bính thanh âm. Ba người trên người, không ngừng phát ra phượng hoàng kêu to, Hoàng Linh cả người hoàn toàn tắm rửa ở trong bất tử hỏa diễm, giống như muốn hóa thành một đầu bất tử phượng hoàng một dạng. Dần dần, Hoàng Linh bắt đầu dẫn trước, siêu việt Hoàng Băng cùng Hoàng Không. Này khiến Hoàng Băng cùng Hoàng Không, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hai người bọn họ không cam lòng, chẳng lẽ liền muốn thua với Hoàng Linh, Ngô Đồng Chi Tâm, bị Hoàng Linh cầm tới. Lần này nhiệm vụ, bọn họ rất rõ ràng, cũng là Phượng Hoàng cung cao tầng đối bọn họ khảo nghiệm, cung chủ đều sẽ chú ý, người nào nếu thắng lợi, người đó liền có thể vượt lên mặt khác thánh nữ thánh tử một đầu, lấy được coi trọng, về sau lấy được tài nguyên cũng sẽ càng nhiều, dạng này mới có vốn liếng, hướng những cái kia càng mạnh thánh tử thánh nữ khiêu chiến. Như Phượng Hoàng cung dạng này cường đại thế lực, thiên kiêu nhiều lắm, mỗi một đời, đều có thánh nữ thánh tử. Nhiều đời kéo dài xuống tới, có bao nhiêu thiên kiêu. Muốn cuối cùng đứng lên đỉnh phong, đi cạnh tranh kia Phượng Hoàng cung chủ chi vị, liền muốn lực áp toàn bộ thiên kiêu, mới có khả năng. Hiện tại, nếu là 7 cái minh thánh cảnh thánh tử thánh nữ cạnh tranh, còn không thể rút ra thứ nhất mà nói, về sau nhất định trở thành vật làm nền, không có khả năng cạnh tranh cung chủ chi vị. Trừ phi đằng sau có thể thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên. Thời gian, chậm chạp trôi qua, Hoàng Linh dẫn trước ưu thế, càng ngày càng rõ ràng, cự ly đỉnh núi cũng càng ngày càng gần. Kim Ô Cửu Thách Tử, Vạn Thiên Long, Hoàng Kiếm đám thiên kiêu, sắc mặt cũng khó coi. Dù sao, bọn họ là Hoàng Không, Hoàng Băng bọn họ mời đến hỗ trợ, tự nhiên muốn giúp bọn họ chiếm lấy hạng nhất, dạng này, bọn họ cũng có mặt mũi. Hoàng Không, Hoàng Băng đối mặt một cái, sau đó hai người nhãn thần bên trong, lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn. Chúng ta liên thủ A, trước đem Hoàng Linh oanh xuống dưới, sau đó tranh đoạt như thế nào? Hoàng Không cho Hoàng Băng truyền âm. Tốt, ta đang có ý đó, ta cho Hoàng Kiếm bọn họ truyền âm. Hoàng Băng yên lặng gật đầu, sau đó cho Hoàng Kiếm, Kim Ô Cửu Thái Tử bọn họ truyền âm, dự định cùng Hoàng Không liên thủ, trước đối phó Hoàng Linh. Đồng thời, Hoàng Không cũng cho hắn mời đến ba người truyền cho nhau thanh âm. Kim Ô Cửu Thái Tử ánh mắt, phát sáng lên, lóe qua băng lãnh sát cơ. Hoàng Không bên cạnh, Vạn Thiên Long đám người, cũng nhìn về phía Lục Minh bọn họ bên này, yên lặng gật gật đầu. Sau đó, thân hình chớp động, có chừng 6 cái thiên kiêu, hướng về Lục Minh bọn họ bước bách mà đến. Không tốt, Hoàng Không cùng Hoàng Băng hai người liên thủ, muốn trước đối phó Hoàng Linh. Mộ Tình Tuyết kinh hô. Tình huống như vậy, xem xét liền không khó đoán ra. Bảo vệ tốt Hoàng Linh. Các ngươi hai người thủ tả hữu hai bên, ta thủ phía dưới. Lục Minh nói, đứng ở Hoàng Linh phía sau, nhìn xuống Kim Ô Cửu Thái Tử đám người. Cho ta cút xuống đi. Kim Ô Cửu Thái Tử quét Lục Minh một cái, cuối cùng vẫn là không dám chiến, hướng về Tần Ngật Vô Giết mà đi. Một cái khác thiên kiêu, thì thẳng hướng Mộ Tình Tuyết. Về phần Hoang Kiếm, Vạn Thiên Long bốn người, đồng thời thẳng hướng Lục Minh. Lục Minh chiến lực mạnh nhất. Chỉ có trước giải quyết Lục Minh, còn lại thì dễ làm. Khanh, Hoàng Kiếm thiết kiếm ra khỏi vỏ, chạm phá hư không, phát ra đáng sợ tiếng rít, hướng về Lục Minh chém tới. Đồng thời, Vạn Thiên Long toàn thân tràn ngập quang huy, cầm lấy thánh binh phù hiện mà ra, hết thảy có 72 thanh thánh binh, trong đó có một thanh đại thánh binh, chiến binh chi khí hội tụ, uy lực cực kỳ kinh người, thẳng hướng Lục Minh. Nhưng nhường Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, không phải Vạn Thiên Long, mà là một cái khác tử bào thanh niên. Người này thế mà cùng Hoang Kiếm một dạng, cũng là minh thánh viên mãn cảnh giới, cường đại vô cùng, một trường oanh ra, thì có một đầu đáng sợ cự xà, nhào về phía Lục Minh. Hai cái minh thánh viên mãn, hai cái minh thánh đỉnh phong, bốn người liên thủ, uy thế đáng sợ kinh người, muốn đem Lục Minh ma diệt. Ban đầu ở Thương Châu thời điểm, Lục Minh dốc hết toàn lực, mặc dù có thể đánh giết một tôn đại thánh tiểu thành cường giả. Nhưng đây chẳng qua là phổ thông đại thánh. Hiện tại bốn người này, cũng không phải phổ thông thánh cảnh, mà đều là thiên kiêu, đều là thiên linh thể tồn tại, hơn nữa thần thông chi thuật, hòa hầu mạnh hơn, mỗi một cái, đều là có thể vượt cấp mà chiến nhân vật. Như Hoang Kiếm, còn có cái kia tử bào thanh niên, mặc dù là minh thánh viên mãn cảnh giới, nhưng chiến lực, chưa hẳn so Thương Châu kia đại thánh tiểu thành cường giả yếu, thậm chí càng mạnh. Giết! Lục Minh giống to một tiếng, thi triển thần kiếm quyết, trong ánh mắt, liên tục có kiếm quang xuyên thủng mà ra. Hoàng Kiếm bốn người thân thể tất cả đều run lên, nhưng Hoàng Kiếm cùng kia tử bào thanh niên, trước mắt gặp liền khôi phục lại, công kích liên tục, hướng về Lục Minh đánh tới.
Chỉ riêng Vạn Thiên Long cùng một người khác, chịu ảnh hưởng so sánh lớn. Hảo cường linh hồn lực. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, những cái này thiên kiêu, quả nhiên không thể theo lẽ thường cân đo, không những chiến lực cường đại, ngay cả linh hồn lực, cũng so thường nhân mạnh hơn, hơn nữa hơn phân nửa có phòng ngự linh hồn bảo vật. Lục Minh thi triển thần kiếm quyết, đối bọn họ ảnh hưởng không phải rất lớn. Chiến. Lục Minh thi triển chấn ngục thiên công, liên tục bổ ra mấy trưởng. Đụng, đụng. Lục Minh kích diệt hoang kiếm kiếm quang, cùng tử bào thanh niên công kích, nhưng thân hình lại không khỏi nhoáng một cái. Nhưng ngay sau đó, hoang kiếm đám người, lại phát khởi càng thêm cuồng bạo tiến công, thi triển đều là thần thông chi thuật. Ba thành hỏa hầu thần thông chi thuật. Lục Minh trong lòng khẽ động. Hoang kiếm cùng tử bào thanh niên thần thông chi thuật, đều đạt đến ba thành, uy lực cực độ đáng sợ, tràn đầy hủy diệt tính lực lượng. Mà Vạn Thiên Long hai người, mặc dù yếu một chút, nhưng đối Lục Minh, cũng có nhất định uy hiếp. Hỗn độn kiếp chỉ. Lục Minh lần đầu thi triển hỗn độn kiếp chỉ, liên tục điểm ra bốn ngón. Bốn căn to lớn ngón tay, thành hỗn độn, ẩn chứa hủy diệt chi lực, hướng về bốn người điểm ra. Đụng, 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 đụng. Bốn người công kích. Nháy mắt phá diệt, hoang kiếm cùng tử bào thanh niên thân hình run lên, liền lùi lại mấy bước. Mà Vạn Thiên Long hai người, thân hình càng là điên cuồng lui lại, miệng lớn thổ huyết. Hỗn độn kiếp chỉ, mặc dù chỉ có một thành tám hỏa hầu, nhưng uy lực, so với bình thường pháp tắc tu luyện được thần thông chi thuật ba thành hỏa hầu, càng mạnh. Hỗn độn pháp tắc, chẳng lẽ hắn là hỗn độn chi tử? Hoang kiếm trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhận ra Lục Minh pháp tắc. Hỗn độn chi tử lại thế nào? Không có trưởng thành, như thường giết. Tử bào thanh niên hét lớn, tử quang bắn ra, hai tay liên tục vung ra, từng đầu to lớn tử sắc cự xà, hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Hai người các ngươi, đi đối phó Hoàng Linh, Lục Minh giao cho chúng ta. Hoàng kiếm đối Vạn Thiên Long hai người nói. Tốt. Vạn Thiên Long hai người gật đầu, dự định vòng qua Lục Minh, hướng về Hoàng Linh phóng đi. Cho ta lưu lại. Lục Minh hét lớn, mi tâm phát sáng. Thái cực trận bàn lơ lửng mà ra, sau đó thái cực đồ án phù hiện, hóa thành âm dương ngư kiếm, hướng về Vạn Thiên Long hai người đánh tới, chặn lại hai người thân hình, đồng thời, hắn thi triển hỗn độn kiếp chỉ, cùng hoang kiếm, tử bào thanh niên đại chiến. Lục Minh một người, ngăn phía dưới bốn đại thiên kiêu, để bọn hắn không cách nào tới gần Hoàng Linh. Những người khác khiếp sợ không thôi, đặc biệt là Hoàng Không cùng Hoàng Băng, càng là khó có thể bình tĩnh. Lục Minh, trước kia chưa bao giờ gặp qua. Đây là cái nào thế lực thiên kiêu, chiến lực cũng quá dọa người rồi, mới minh thánh tiểu thành tu vi mà thôi, chiến lực đơn giản nghịch thiên, thế mà có thể cùng bốn đại thiên kiêu đại chiến. Hơn nữa trường khống pháp tắc, hư hư thực thực trong truyền thuyết hỗn độn pháp tắc, thật chẳng lẽ là hỗn độn chi tử xuất thế? Hoàng Linh, thế mà nhận biết dạng này thiên kiêu. Đụng, đụng, đụng. Trước đó, Lục Minh nhường hắn ở trước mặt Hoàng Linh mất hết mặt mũi, hiện tại, lại đại xuất danh tiếng, quang mang đè ép tất cả thiên kiêu. Nhưng hắn ghen ghét không thôi, hắn thầm hận cái này xuất tấn danh tiếng vì cái gì không phải hắn. Nhìn đến tiểu tử này đối Hoàng Linh có ý tứ, hơn nữa Hoàng Linh chỉ sợ cũng coi trọng tiểu tử này, hừ, ta sẽ không nhường các ngươi như ý. Tần Ngật trong mắt lập lòe băng lãnh quang mang, hắn đang cùng Kim Ô cửu thái tử đại chiến, lúc này cố ý thân thể run lên, hướng về sau lùi gấp, đem Hoàng Linh bại lộ ở Kim Ô cửu thái tử công kích phía dưới. Không được. Lục Minh, Mộ Tình Tuyết trong lòng đều là chấn động. Lấy Tần Ngật chiến lược, ngăn trở Kim Ô cửu thái tử, hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại thế mà bị Kim Ô cửu thái tử đánh lui, cái này không bình thường, nhưng bây giờ không có thời gian nghĩ lại. Hoàng Linh, cho ta cút xuống đi. Kim Ô cửu thái tử thét dài, kim sắc vũ rực như lưỡi đao đồng dạng phiến ra, vỗ hướng Hoàng Linh. Hoàng Linh không thể phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Oanh! Hoàng Linh trên người bất tử hỏa kịch liệt chấn động, phảng phất muốn bị đánh nát đồng dạng. Hoàng Linh thân thể mềm mại chấn động mãnh liệt, không khỏi liền lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Giết! Kim Ô cửu thái tử hét lớn, trong mắt tràn ngập ra sát cơ, cuồng bạo công kích, hướng về Hoàng Linh chút xuống. Hoàng Linh! Mộ Tình Tuyết sốt ruột, nhưng nàng bị đối thủ cuốn lấy, căn bản khó có thể cứu viện. Tự tìm cái chết! Lúc này, Lục Minh quát lớn một tiếng, trên người sáng lên nguyên một đám điểm sáng, cầm lấy thánh binh phủ hiện mà ra. Cầm lấy thánh binh, chiến binh chi khí liên hợp quán thông, như cột sáng đồng dạng xông lên tận trời. Lục Minh tâm niệm khẽ động, một thanh đại thánh binh cấp bậc chiến kiếm bay ra ngoài, hướng về Kim Ô cửu thái tử đâm tới, phát ra đáng sợ tiếng rít. Kim Ô cửu thái tử kinh hãi, hắn không nghĩ đến Lục Minh đại chiến bốn đại thiên kiêu thời điểm,
còn có dư lực đối với hắn xuất thủ. Lúc này cánh vung lên, một vòng thái dương phủ hiện mà ra, muốn ngăn trở lục minh kiếm quang. Nhưng, căn bản vô dụng, chiến kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thái dương, phốc phốc một tiếng, đem kim ô cửu thái tử một cái cánh xuyên thủng, đáng sợ lực lượng, mang theo kim ô cửu thái tử liên tục lui lại, kém chút đem kim ô cửu thái tử một cái cánh xé rách xuống tới. Vạn binh quyết, ngươi làm sao xé vạn binh quyết? Vạn thiên long không thể tưởng tượng nổi kêu to lên. Hoàng kiếm đám người, cũng khiếp sợ không thôi. Lục minh, lại có thể biết vạn ra vạn binh quyết. Giết! Lục minh thét dài, cầm lấy thánh binh, như mưa to gió lớn đồng dạng, hướng về kim ô cửu thái tử chút xuống mà đi. Kim ô cửu thái tử ra sức phản kích, nhưng một khắc sau, trên người hắn nhiều hơn từng đạo vết thương, kim sắc vũ mao bay tán loạn, phiêu tán ở không trung. Ong! Lục minh điều khiển thái cực trận bàn, phát ra quang hoa sáng chói, hướng về hoang kiếm chấn áp tới. Hoang kiếm hai tay cầm kiếm, thiết kiếm hoành không, cùng thái cực trận bàn đối kháng. Hỗn độn kiếp chỉ. Lục minh ngón tay lưu chuyển hỗn độn pháp tắc, một chỉ điểm ra, một cây to lớn ngón tay hình thành, như thần linh chỉ, phá diệt tất cả, chấn áp tất cả, một thành tám hỏa hầu hỗn độn kiếp chỉ, toàn lực bộc phát. Một chỉ này mục tiêu, vẫn là hoang kiếm. Hoang kiếm ánh mắt ngưng trọng, gầm nhẹ một tiếng, kiếm khí như điên, toàn thân trên dưới, giống như phủ đầy thiết kiếm. Đông. Hỗn độn kiếp chỉ, điểm ở trên thiết kiếm, hoang kiếm thân thể chấn động mãnh liệt, bay về phía sau, rơi ở dưới ngọc thê, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Những người khác kinh hãi, lục minh quá mạnh, liên tục đả thương kim ô cửu thái tử cùng hoang kiếm, như một tôn không cách nào chiến thắng chiến thần một dạng. Còn lại mấy người, không khỏi lui lại, ngưng trọng nhìn xem lục minh, ngừng tiến công. Lục minh, ngươi đến cùng làm sao tu luyện thành vạn binh quyết? Vạn thiên long gắt gao nhìn chằm chằm lục minh, quát lạnh nói. Lục minh cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Truyền thuyết, hỗn độn pháp tắc, biến hóa ngàn vạn, có thể hóa thành ngàn vạn pháp tắc, ngoại trừ một chút vương đạo pháp tắc cùng mạnh nhất pháp tắc, đều có thể biến hóa, tu luyện thành vạn binh quyết, cũng không kỳ quái. Hoàng kiếm lau khóe miệng máu tươi, mở miệng nói. Người này, nhìn đến thực sự là hỗn độn chi tử. Tử bào thanh niên nói, nhãn thần bên trong tất cả đều là ngưng trọng. Hoàng băng, tiếp xuống chỉ có dựa vào chính ngươi, chúng ta cũng đã hết sức. Hoàng kiếm lắc lắc đầu, sau đó chiến kiếm trở vào bao, thế mà cứ như vậy ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu trị liệu tổn thương. Tử bào thanh niên thân hình khẽ động, cũng là bay về phía sau lui, hiển nhiên là từ bỏ ngăn cản hoàng linh. Lục minh quá mạnh, chiến lược vô song, coi như bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, cũng vô dụng. Bọn họ tận lực, bọn họ chỉ là đến giúp đỡ, không cần đến lấy mạng đi liều. Vạn thiên long ánh mắt phi thường âm lãnh, quét lục minh vài lần, sau đó phiêu thân mà lùi. Thu! Lục minh một tay phất lên, cầm lấy thánh binh bay trở về, chui vào đến lục minh thân thể. Lúc này, kim ô cửu thái tử, thực sự thê thảm, máu me khắp người, một thân kim sắc vũ mao, cơ hồ rơi sạch, thành một đầu không lông ô nha. Những người khác nhìn về phía kim ô cửu thái tử, một mặt cổ quái, muốn cười lại không có ý tứ cười. A, à, Lục Minh, ta muốn ngươi chết. Kim ô cửu thái tử phát ra cuồng loạn giống to. Sỉ nhục, đây là vô cùng nhục nhã. Kim ô nhất tộc, danh xưng Thái Dương thần thú, cỡ nào cao ngạo, ở viễn cổ thời kỳ, đã từng muốn cùng chân long phượng hoàng tranh phong, tuyệt đối là một loại tuyệt đỉnh thần thú. Nhưng bây giờ, hắn thân làm kim ô nhất tộc thái tử, thế mà bị Lục Minh trước mặt mọi người lột sạch lông, lúc này trần trụi nhục nhã. Bệnh chim một đầu, còn dám kêu gào, nhìn đến hôm nay có thịt chim nướng ăn. Lục minh trong mắt lộ ra hàn quang, bất thiện nhìn chằm chằm kim ô cửu thái tử. Kim ô cửu thái tử toàn thân ứa ra hàn khí, điên cuồng lui lại, trong mắt lóe qua vẻ sợ hãi. Một đầu không lông bệnh chim, thật đúng là không có can đảm, tranh thủ thời gian cút cho ta. Lục minh trách mắng, dậm chân mà lên, đi tới hoàng linh bên người, ánh mắt lạnh lùng quét một cái Tần Ngật. Tần Ngật sắc mặt âm trầm. Mà lúc này, Hoàng Không, Hoàng Băng hai người sắc mặt, cũng cực kỳ âm trầm, Lục Minh chiến lực, xa xa vượt ra khỏi bọn họ đoán trước. Muốn oanh Hoàng Linh xuống dưới, đã là không có khả năng, chỉ có dựa vào bọn họ bản thân. Phượng Hoàng kêu to không ngừng vang lên, Hoàng Linh đám người, anh dũng hướng lên trên. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, Hoàng Linh ưu thế càng ngày càng lớn, nàng tốc độ cơ hồ không thay đổi, nhưng Hoàng Không cùng Hoàng Băng tốc độ lại càng ngày càng chậm. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hoàng Linh không ngừng tiếp cận đỉnh núi. Sau mấy tiếng, Hoàng Linh một bước đạp vào đỉnh núi. Làm Hoàng Linh đạp vào đỉnh núi thời điểm, trên người nàng,
Một đầu liệt diễm phượng hoàng trường minh, xông thẳng chân trời, trên người nàng khí tức tăng vọt. Đột phá. Đám người trong lòng chấn động. Đạp vào đỉnh núi, hoàng linh tu vi, thế mà đột phá nhất trọng, từ minh thánh đại thành, phá nhập minh thánh đỉnh phong. Nhìn đến, đầu này ngọc thê, đối với phượng hoàng cung đệ tử không chỉ có là tôi luyện cùng khảo nghiệm, cũng là cơ duyên. Hoàng băng, hoàng không, hoàng huyên ba người ngừng bước chân, thở dài một tiếng, biết rõ bọn họ một lần này cạnh tranh, bại. Hoàng linh khí tức tăng vọt, qua một hồi lâu, mới thu liếm, mà lúc này, kia ngô đồng cổ mộc, tự động tung bay rơi xuống một chút lá ngô đồng, hình thành một đầu phượng hoàng. Hoàng linh thả người mà lên, bước vào phượng hoàng trên lưng, phượng hoàng một tiếng huýt dài, lên như diều gặp gió, hướng về ngô đồng cổ mộc phía trên mà đi. Không lâu sau đó, hoàng linh từ ngô đồng cổ mộc trên không nhẹ nhàng rớt xuống. Hoàng linh, thế nào? Ngô đồng chi tâm cầm tới sao? Lục Minh hỏi. Ân, cầm tới. Hoàng linh gật gật đầu. Quá tốt rồi. Mộ Tình Tuyết hưng phấn nhảy dựng lên. Hoàng không, hoàng băng đám người hâm mộ không thôi, nhưng là vẻn vẹn chỉ là hâm mộ mà thôi, đến đây lúc, bọn họ cũng đã không có khả năng lại xuất thủ tranh đoạt, một lần này, chỉ sợ sẽ có không ít phượng hoàng cung đại nhân vật chú ý, lúc trước cạnh tranh còn không có gì, nhưng bây giờ hoàng linh cũng đã lấy được ngô đồng chi tâm, bọn họ nếu là lại xuất thủ, chỉ sợ sẽ phải chịu trách phạt. Hoàng linh, chúc mừng. Hoàng băng mỉm cười, hướng hoàng linh chúc mừng, biểu đạt thiện ý. Lần này hoàng linh lấy được ngô đồng chi tâm, tăng thêm hoàng linh kia đáng sợ thiên phú, tương lai ở phượng hoàng cung địa vị nhất định sẽ cao hơn, về sau nói không chừng có thể cùng những cái kia càng mạnh thiên kiêu cạnh tranh, nàng nếu như đã bại, tự nhiên muốn cùng hoàng linh đánh hảo quan hệ. Đa tạ. Hoàng linh cũng mỉm cười nói. Hừ. Hoàng không, lại là khó chịu hừ lạnh một tiếng, sau đó dậm chân mà xuống, không có dừng lại, rời đi nơi này, hắn mời đến hỗ trợ cao thủ, cũng đi theo hắn rời đi. Hoàng linh muội muội, vậy ta liền đi trước một bước. Hoàng băng cười một tiếng, cùng hoang kiếm đám người, cũng ly khai nơi này, sau đó hoàng huyên đám người, cũng ly khai nơi này, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại hoàng linh bọn họ bốn người. Hoàng linh, chúc mừng, thông qua chúng ta cố gắng, rốt cục giúp ngươi lấy được ngô đồng chi tâm, cũng coi như không kém chuyến này. Tần Ngật trên mặt lộ ra tiếu dung nói. Chúng ta cố gắng, ta nhổ vào, Tần Ngật, ngươi còn có mặt mũi nói. Trước đó ngươi có phải hay không cố ý nhường Kim Ô cửu thái tử đả thương hoàng linh? Mộ Tình Tuyết khó chịu, trầm mặt nói. Mộ Tình Tuyết, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta cố ý nhường, không có chứng cứ, không muốn nói xấu ta. Tần Ngật nói. Hừ, có làm hay không qua, bản thân trong lòng rõ ràng. Mộ Tình Tuyết hừ lạnh, sau đó lôi kéo hoàng linh tay, nói, hoàng linh, chúng ta đi, giống loại này hèn hạ tiểu nhân, chúng ta về sau không cần để ý hắn, loại người này. Mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, cùng hắn chạy quá gần, quá nguy hiểm. Hoàng Linh cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lục Minh, nói, Lục Minh, chúng ta đi thôi. Tốt. Lục Minh gật đầu, cùng Hoàng Linh, Mộ Tình Tuyết đi sóng vai, hướng về trở về mà đi. Lục Minh, Hoàng Linh, từ đầu đến cuối không có nhìn Tần Ngật một cái. Đáng chết. Tần Ngật nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe qua vẻ âm tàn, sau đó cũng đi theo rời đi. Không lâu sau đó, bọn họ liền về tới kia lối ra, bước vào vòng xoáy sau đó, rời đi nơi này. Hoàng Linh, chúc mừng ngươi cầm tới ngô đồng chi tâm. Lục Minh bọn họ vừa ra tới, lúc trước lão giả kia, liền mỉm cười nói. Trưởng lão khách khí. Hoàng Linh hơi hơi khom người. Ân, Hoàng Linh, cung chủ muốn gặp ngươi, ta dẫn ngươi đi à. Cầm đầu lão giả kia nói. Cung chủ. Hoàng Linh con mắt sáng lên, nói trưởng lão. Lục Minh hắn cũng có sự tình muốn tìm cung chủ, có thể hay không dẫn hắn cùng đi gặp cung chủ. Dẫn hắn cùng một chỗ sao? Chuyện này, ta trước phải bẩm báo cung chủ, nhìn cung chủ ý tứ. Cầm đầu trưởng lão nói. Kia phiền phức trưởng lão rồi. Hoàng Linh hạ thấp người. Cầm đầu trưởng lão xuất ra một khối truyền âm ngọc phù, truyền ra một đạo tin tức, không lâu sau đó, trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, nói cung chủ đáp ứng gặp hắn, đi theo ta. Cầm đầu trưởng lão đạp không mà đi, Lục Minh cùng Hoàng Linh cùng lên, mà Mộ Tình Tuyết, một mình trở về. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một tòa to lớn đại điện bên trong. Đại điện, ngồi một vị cung trang mỹ phụ, sắc mặt hòa ái, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trên người nàng, không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức, nhưng khi Lục Minh tới gần thời điểm, trong lòng không khỏi thùng thùng trực nhảy, bắp thịt cả người căng cứng, ngay cả linh hồn, đều hơi hơi chấn động. Thật đáng sợ.
Lục Minh kinh hãi không thôi. Đối phương thực lực, tuyệt đối kinh thiên động địa, đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới, chỉ là tới gần mà thôi, đối phương một điểm khí tức đều không có phát ra, Lục Minh tự động liền cảm nhận được đáng sợ vô cùng áp lực. Đây chính là Phượng Hoàng Cung cung chủ sao? Không có chút nào nghi vấn, đây là một vị đế cấp nhân vật, hơn nữa ở đế cấp nhân vật bên trong, đều là cực kỳ đáng sợ. Tham kiến cung chủ, kia trưởng lão cung kính hành lễ. Hoàng Linh tham kiến cung chủ. Hoàng Linh cũng khom người hành lễ. Vãn bối Lục Minh, gặp qua cung chủ. Lục Minh cũng ôm quyền nói. Ân. Phượng Hoàng Cung cung chủ gật gật đầu, đối với cái kia trưởng lão nói, người đi xuống đi. Là, kia trưởng lão lui xuống. Lập tức, Phượng Hoàng Cung cung chủ nhìn về phía Hoàng Linh, trên mặt tiếu dung càng tăng lên, nói, Hoàng Linh, ngươi rất không sai, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tạ cung chủ, bất quá một lần này Hoàng Linh có thể lấy được Ngô Đồng chi tâm, toàn bộ nhờ Lục Minh tương trợ. Hoàng Linh nói xong, xuất ra một khối mộc tâm, phía trên có Phượng Hoàng bay múa, cực kỳ huyền diệu, đây cũng là Ngô Đồng chi tâm. Phượng Hoàng Cung cung chủ vung tay lên, đem Ngô Đồng chi tâm thu vào, nói, Hoàng Linh, về sau tu vi trên có cái gì không hiểu địa phương, tận có thể tới tìm ta. Nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Minh, nói tiểu gia hỏa, nghe nói ngươi muốn tìm bản tọa, cần làm chuyện gì? Cung chủ, là bởi vì Tà Linh giáo một chuyện. Lục Minh nói, Tà Linh giáo? Phượng Hoàng cung chủ lông mày nhíu lại. Là dạng này. Tiếp theo, Lục Minh đem Tà Linh giáo công chiếm Thương Châu, đánh giết Vân Đế những việc này, nói một lần, cuối cùng cho thấy, muốn mời Phượng Hoàng cung phái ra cường giả, tiêu diệt Tà Linh giáo dư nghiệt. Phượng Hoàng cung cung chủ nhíu mày, trầm ngâm một cái, nói tiểu gia hỏa, ngươi thỉnh cầu, chỉ sợ bản tọa rất khó đáp ứng. Lục Minh tâm lý đột nhiên, vội la lên, cung chủ, đây là tại sao? Tiểu gia hỏa, không ngại nói cho ngươi a, đoạn thời gian trước, ở Cổ Nguyệt Thánh Địa, phát hiện Tà Linh giáo một vị phó giáo chủ tung tích. Phượng Hoàng cung cung chủ nói, Tà Linh giáo phó giáo chủ. Lục Minh cùng Hoàng Linh đều kinh hãi. Truyền thuyết, Tà Linh giáo phó giáo chủ, đây chính là cái thế vô địch nhân vật, không nghĩ đến bực này nhân vật, thế mà cũng không chết, cũng xuất thế. Nên, khoảng thời gian này, ta muốn đem lực chú ý, đặt ở Tà Linh giáo phó giáo chủ trên người, còn có một cái khác, bây giờ Cổ Nguyệt Thánh Địa, chư đại thế lực rắc rối khó gỡ, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, mà dựa theo lời ngươi nói, Tà Linh giáo tăng thêm đế thị nhất mạch, đế cấp nhân vật, tối thiểu có 2-3 cái nhiều. Mà muốn đem đối phương tiêu diệt, phái ra đế cấp cường giả số lượng, ít nhất phải ở đối phương gấp một lần trở lên, dạng này mới có thể cam đoan đem đối phương tiêu diệt, mà Phượng Hoàng cung một khi phái ra nhiều như vậy đế cấp cường giả, bản thân thực lực liền sẽ trống rỗng, sẽ cho những thế lực khác thừa dịp cơ hội, nên, điều kiện này, bản tọa rất khó đáp ứng. Phượng Hoàng cung cung chủ nói, nguyên lai như thế. Lục Minh thở dài một tiếng. Hắn đã sớm biết rõ, hướng Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thực lực cầu viện, không có dễ dàng như vậy. Những cái này thế lực, đầu tiên liền là cân nhắc tự thân lợi ích, nếu là đối tự thân thực lực có hại, hơn phân nửa liền sẽ không đáp ứng. Tựa như Phượng Hoàng cung cung chủ nói, Phượng Hoàng cung nếu là phái ra nhiều như vậy đế cấp cường giả, Phượng Hoàng cung thực lực liền sẽ yếu bớt, cho những thế lực khác thừa dịp cơ hội. Cổ Nguyệt Thánh Địa, cường đại thế lực đông đảo, cạnh tranh với nhau, tuyệt đối phi thường kịch liệt, từng cái thế lực, đều hai bên nhìn chằm chằm, ở dạng này điều kiện, một điểm sai đều không thể phạm. Lục Minh trong lòng thở dài, nhìn đến, cầu người không bằng cầu mình. Chỉ có tự thân cường đại, lại không cần cầu người khác. Sư tôn, các ngươi lại nhẫn nại một đoạn thời gian, đợi ta thực lực cường đại, chắc chắn trở về cứu các ngươi. Lục Minh song quyền nắm chặt. Tiểu gia hỏa, ngươi đổi một cái điều kiện a, có thể thỏa mãn, bản tọa tận lực thỏa mãn. Phượng Hoàng cung cung chủ, tựa hồ cũng có chút băn khoăn, nói tiếp. Lục Minh thu thập tâm tình, trong lòng khẽ động, nói cung chủ, vãn bối từng giết mấy cái thiên sát phủ sát thủ, trên người có đối phương sát lục ấn ký, tiền bối có thể hay không giúp vãn bối tiêu trừ sạch. Trên người có thiên sát phủ ấn ký, ở nhất định phạm vi bên trong, cũng sẽ bị đối phương cảm ứng được, nếu là lại đụng phải thiên sát phủ người, kia tuyệt đối phiền muộn không thôi, mỗi ngày muốn đề phòng bị đối phương ám sát. Cái này dễ làm. Phượng Hoàng cung chủ vung tay lên, một đạo quang mang đem Lục Minh bao phủ. Lục Minh cảm giác toàn thân ấm áp, sau đó liền nhìn đến một sợi dòng khí màu xám, từ Lục Minh trên người phù hiện mà ra, đang không ngừng vặn vẹo lên, mười phần quỷ dị. Đây chính là sát lục ấn ký. Phượng Hoàng cung cung chủ nhẹ nhàng bóp, sát lục ấn ký liền hôi phi yên diệt. Tốt, sát lục ấn ký cũng đã thanh trừ,
Còn có, một lần này ngươi cũng giúp Hoàng Linh đại ân, giúp nàng lấy được Ngô Đồng chi tâm, chính là Phượng Hoàng Cung bằng hữu, ngay ở Phượng Hoàng Cung ở thêm một thời gian, Phượng Hoàng Cung một chút tu luyện thánh địa, ngươi cũng có thể tự do tiến vào. Phượng Hoàng Cung cung chủ mỉm cười nói. Tạ cung chủ. Lục Minh ôm quyền cảm tạ. Đối phương mặc dù cũng không có đáp ứng phái ra cường giả đi tiêu diệt Tà Linh giáo dư nghiệt, nhưng đối phương là chúa tể một phương nhân vật, đế cấp cường giả, Lục Minh cũng không tiện tiếp tục mở miệng. Ân, các ngươi đi xuống đi, nhường Hoàng Linh mang ngươi khắp nơi đi dạo. Phượng Hoàng cung chủ nói. Sau đó, Lục Minh cùng Hoàng Linh cáo từ rời đi. Lục Minh, không có ý tứ. Trở về trên đường, Hoàng Linh có chút không có ý tứ nói. Không có gì, cung chủ tiền bối, cũng cần vì Phượng Hoàng cung cân nhắc, ta có thể lý giải. Lục Minh cười nói, hắn biết rõ Hoàng Linh chỉ là Phượng Hoàng cung cung chủ không có phái ra cường giả hỗ trợ một chuyện. Lục Minh, Phượng Hoàng cung, có chút không sai tu luyện thánh địa, qua mấy ngày, ta dẫn ngươi đi đi dạo, ngươi ngay ở Phượng Hoàng cung ở thêm một thời gian. Hoàng Linh nói, Lục Minh gật gật đầu. Hai người hàn huyên một hồi, liền tách ra, Lục Minh quay trở về cư trú biệt viện. Trở lại biệt viện sau, Lục Minh thả ra Phao Phao, nhường chính nàng ở phụ cận chơi đùa, Lục Minh bế quan tu luyện. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Một ngày này, có hai phe thế lực, giáng lâm Phượng Hoàng Cung. Hai phương này thế lực, chính là Kim Ô nhất tộc cùng Vạn Gia. Phượng Hoàng Cung một vị chuẩn đế nghênh đón. Không biết Vạn Gia cùng Kim Ô nhất tộc giáng lâm Phượng Hoàng Cung, không biết có chuyện gì. Phượng Hoàng Cung chuẩn đế hỏi. Rất đơn giản, Vạn Gia lần này đến, là hướng Phượng Hoàng Cung muốn một người. Vạn Gia một cái lão giả mở miệng, hắn sau lưng, đứng đây mấy cái trung niên đại hán, còn có mấy cái thanh niên, trong đó một người, chính là Vạn Thiên Long. Ta Kim Ô nhất tộc, cũng hướng Phượng Hoàng Cung muốn một người. Kim Ô nhất tộc mở miệng, là cả người khoác kim bào trung niên, ánh mắt lạnh lùng, khí tức bức nhân. Ở cái này trung niên sau lưng, cũng đi theo mấy người, trong đó có mấy cái thanh niên, Kim Ô cửu thái tử, thình lình xuất hiện. Phượng Hoàng Cung chuẩn đế sắc mặt trầm xuống, nói thực sự là buồn cười, hai người các ngươi nhà thế mà chạy đến ta Phượng Hoàng Cung đến muốn người. Hoàng huynh không cần tức giận, ta Vạn Gia muốn người, không phải Phượng Hoàng Cung đệ tử, mà là một cái gọi Lục Minh thanh niên, hắn hiện tại, đang cư trú ở trong Phượng Hoàng Cung. Vạn Gia lão giả nói, Lục Minh, Phượng Hoàng Cung chuẩn đế nhướng mày, hắn biết là có một cái thanh niên gọi Lục Minh, ngụ ở trong Phượng Hoàng Cung. Nhưng đây là Phượng Hoàng Cung cung chủ phân phó xuống tới, chính là Phượng Hoàng Cung khách nhân. Ta Kim Ô nhất tộc muốn người, cũng là người này, Lục Minh. Kim Ô tộc trung niên lạnh lùng mở miệng. Chư vị, việc này chỉ sợ không được, Lục Minh chính là ta Phượng Hoàng Cung khách nhân, hắn tất nhiên ở ta Phượng Hoàng Cung làm khách, ta Phượng Hoàng Cung liền muốn bảo hắn an toàn. Phượng Hoàng Cung chuẩn đế nói. Hoàng huynh, người tốt nhất cân nhắc rõ ràng, Lục Minh người này, ta Vạn Gia nhất định phải được. Người này tu luyện ta Vạn Gia Vạn Binh Quyết, việc này, ta Vạn Gia tuyệt không cho phép. Vạn Gia lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Việc này, không có thương lượng, ta nói, Lục Minh tất nhiên ở Phượng Hoàng Cung làm khách, chính là ta Phượng Hoàng Cung khách nhân, nếu là ta Phượng Hoàng Cung đem Lục Minh giao cho các ngươi, về sau người khác sẽ nhìn ta như thế nào Phượng Hoàng Cung. Chư vị, hay là mời về a? Phượng Hoàng Cung chuẩn đế nói, thái độ cường ngạnh. Vạn Gia cùng Kim Ô nhất tộc người, sắc mặt đều có chút lạnh. Không nghĩ đến, Phượng Hoàng Cung lại muốn bảo Lục Minh, không chịu giao ra. Nhưng Vạn Gia gia chủ đã phân phó, Lục Minh người này, không thể lưu. Vạn Gia Vạn Binh Quyết, tuyệt không thể bị ngoại nhân tu luyện. Lục Minh, cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, Vạn Gia lão giả đột nhiên giống to một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ Phượng Hoàng Cung. Làm càn, ngươi làm cái gì? Phượng Hoàng Cung chuẩn đế sắc mặt biến đổi, hét lớn một tiếng. Đối phương quá càn rỡ, thế mà ở trong Phượng Hoàng Cung giống to. Giờ khắc này, Phượng Hoàng Cung đại bộ phận người, đều đã bị kinh động. Lục Minh chính đang tu luyện, cũng bị một tiếng này giống to bừng tỉnh. Người nào? Lục Minh ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, sau đó đằng không mà lên, hướng về bên kia cực tốc bay đi. Không lâu, một tòa đại điện xuất hiện ở trước mắt. Vù, vù, vù. Lúc này, có không ít thân ảnh, cũng hướng về bên này bay tới. Lục Minh. Một tiếng khẽ kêu vang lên, lại là Hoàng Linh, hắn cũng xuất hiện ở đây. Lục Minh, Vạn Gia cùng Kim Ô nhất tộc người đến, muốn Phượng Hoàng Cung giao ra ngươi. Hoàng Linh vội vàng cho Lục Minh truyền âm. Vạn Gia cùng Kim Ô nhất tộc.
Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, dậm chân hướng về đại điện mà đi, tới gần đại điện, liền nhìn đến bên ngoài đại điện, có hai nhóm người, đứng lơ lửng giữa không trung. Chính là Vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc người. Hắn liền là Lục Minh. Vạn Thiên Long chỉ hướng Lục Minh nói. Vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Tiểu tử, ngươi liền là Lục Minh, hiện tại, cùng ta về Vạn gia có sự tình muốn ngươi bàn giao. Vạn gia lão giả âm thanh lạnh lùng nói, hoàn toàn lấy mệnh lệnh giọng điệu. Liền giống như, hắn nói như vậy, Lục Minh liền nhất định muốn làm theo một dạng. Ta không có cái gì muốn hướng Vạn gia bàn giao, hơn nữa, ta ở Phượng Hoàng cung ngủ rất tốt, nhưng không có hứng thú cùng các ngươi đi Vạn gia. Lục Minh mở miệng. Vạn gia lão giả sắc mặt trầm xuống, lóe qua một tia phong mang, nói tiểu tử, ngươi không muốn ở đây giả ngu, ngươi tu luyện Vạn gia Vạn binh quyết, chuyện này, nhất định muốn có bàn giao, Vạn gia Vạn binh quyết, tuyệt không cho phép ngoại nhân tu luyện, trừ phi ngươi hiện tại tự phế tu vi, chuyện này, ta Vạn gia liền không phải truy cứu. Ha ha, nguyên lai là bởi vì chuyện này, như vậy các ngươi Kim Ô nhất tộc, tới tìm ta không biết có chuyện gì. Lục Minh ánh mắt, lại nhìn về phía Kim Ô nhất tộc người. Vũ nhục ta Kim Ô nhất tộc, nhất định phải nhận trừng phạt. Kim Ô nhất tộc trung niên đáp lại rất đơn giản. Ha ha, thực sự là buồn cười, trượt thiên hạ cười chê. Lục Minh cười to không thôi. Hết tập 117.